Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 4. Chấp pháp câu cá ư? Diệp Quân tỏ vẻ khó hiểu, chưa từng nghe đến từ này. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, ngươi muốn học không? Diệp Quân hỏi, cướp bóc à? Tiểu Tháp đáp, đúng rồi. Diệp Quân lắc đầu, thôi bỏ đi. Cướp bóc là trái với bản tính của hắn, không làm tốt hơn. Trời vẫn chưa sáng nên Diệp Quân quyết định đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, một ông lão mặc học bào bỗng đến tiêu phủ. Diệp Quân vừa thức giấc, Phí Bán Thanh đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân sửng sốt, đang định lên tiếng thì Phí Bán Thanh đã nói, đi theo ta. Nói rồi bà ấy kéo tay Diệp Quân đến điện nghị sự của gia tộc họ Tiêu. Lúc này, Chu Phu và Tiêu Sơn đều có mặt, ngoài hai người này còn có một ông lão mặc học bào của thư viện Quan Huyên. Diệp Quân hơi ngơ ngác. Thấy Diệp Quân, ông lão kia đứng lên, cười hỏi, vị này chính là Diệp Quân công tử đúng không? Diệp Quân gật nhẹ đầu, tiền bối là. Ông lão cười đáp, ta là viện chủ của lễ viện trong thư viện Quan Huyên. Lần này đến đây là muốn mời Diệp Quân công tử đến tham gia đại hội chào mừng vào ngày mốt. Đại hội chào mừng. Diệp Quân ngơ ngác, tỏ vẻ không hiểu gì, hắn nhìn Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh cười giải thích, đại hội chào mừng này là một buổi dạ tiệc chào mừng do thư viện Quan Huyên tổ chức. Họ chỉ mời những thiên tài yêu nghiệt đỉnh cấp đến từ 360 châu, mỗi lần chỉ mời 100 người thôi. Nghe vậy, Diệp Quân mới vỡ lẽ. Chu Phu đứng bên cạnh cũng thấy vui mừng khôn xiết. Từ xưa đến nay, Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu chưa từng có phần trong đại hội chào mừng, đây là lần đầu tiên họ được mời. Đương nhiên, ông ấy thấy ngờ vực nhiều hơn. Vì sao Thư viện Quan Huyên lại mời Diệp Quân? Chu Phu nhìn Diệp Quân, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Lúc này, Diệp Quân bỗng hỏi, tiền bối, chỉ mời mình ta ở Thư viện Quan Huyên Nam Châu thôi sao? Nghe hỏi, viện chủ cười đáp, đúng vậy. Diệp Quân im lặng. Hắn chợt thấy không có hứng đi cho lắm. Thôi ở nhà chuyên tâm tu luyện vẫn hơn. Nếu có thể không tham gia những buổi xã giao không cần thiết thì không tham gia cũng được. Lúc này Chu Phu vội nói, tiểu quân, đây là cơ hội rất tốt để kết giao với anh tài trong thiên hạ. Không được từ chối. Từ chối. Viện chủ kia sửng sốt, ông ấy nhìn Diệp Quân, thấy thằng nhóc này không có hứng cho lắm, rồi nhớ đến người nào đó đã đặc biệt dặn dò nên mới vội nói. Đương nhiên rồi, bốn vị thiên tài của Thư viện Nam Châu đều có thể tham gia. Nghe vậy, đám người Chu Phu đứng trong điện đều sững sờ. Đều có thể tham gia. Như chỉ sợ Diệp Quân từ chối, viện chủ vội lấy ra bốn tấm thiếp mời đặt vào tay hắn. Diệp công tử, giờ dậu ngày mốt nhớ đến tham dự đúng giờ. Cáo từ. Nói rồi ông ấy quay người rời đi. Mấy người đứng trong điện trố mắt nhìn nhau. Lúc này Chu Phu bỗng hỏi, tiểu quân. Người có quen biết người ở thư viện à? Diệp Quân lắc đầu cười khổ, không ạ. Chu Phu nhíu mày, thế sao lại vậy? Diệp Quân trầm giọng đáp, ta cũng không biết. Lúc này, Tiêu Sơn đứng bên cạnh bỗng cười nói, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Chu Phu gật đầu, nở nụ cười, đúng vậy. Diệp Quân nhìn bốn tấm thiếp mời trong tay rồi khẽ cười. Một người đi thì hơi vô vị, nhưng đi cùng Nạp Lan Ca thì lại khác. Thật ra đưa hắn hai tấm thiếp mời là đủ rồi. Tôn Hùng với Tiêu Qua đi làm gì chứ? Thật là. Một lúc sau, Diệp Quân tìm được mấy người Nạp Lan Ca, Tiêu Qua và Tôn Hùng, hắn đưa ba tấm thiếp mời cho ba người. Tiêu Qua nhìn chằm chằm Diệp Quân, đây là đại hội chào mừng. Diệp Quân gật đầu, thư viện Quan Huyên vừa đưa đến đấy. Vẻ mặt Tiêu Qua chợt trở nên quái lạ. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, huynh quen biết với người ở thư viện Quan Huyên à? Diệp Quân lắc đầu. Nạp Lan Ca khẽ nhíu đôi mày thanh tú, lẽ nào có người đã biết huynh là kiếm tu? Diệp Quân trầm mặc. Rõ ràng đối phương sẽ không vô duyên vô cớ gửi thiếp mời đến rồi, chắc chắn là có nguyên do gì đó. Lúc này, Tiêu Qua đột nhiên nói, ta nói với các ngươi vài chuyện, nhất định các ngươi sẽ thấy hứng thú. Ba người cùng nhìn Tiêu Qua. Y mỉm cười nói, người của Thanh Châu và Vân Châu đã vào thành rồi. Hơn nữa bọn họ vào ở luôn trong thư viện Quan Huyên. Diệp Quân thấy hơi tò mò, lần này Thanh Châu với Vân Châu có bao nhiêu người đến? Tiêu Qua trầm giọng đáp, Vân Châu chỉ đến có một người, tên là Tả Phu, chưa rõ cảnh giới và thực lực.
Tôn Hùng hơi nhíu mày, chỉ một người thôi sao? Tiêu Qua gật đầu, chỉ một người. Nạp Lan Ca khẽ hỏi, bọn họ hoặc là đã thua rồi để thua luôn, hoặc là thực lực của tên tả phu này cực kỳ nghịch thiên. Tiêu Qua nặng nề nói, chắc chắn là vế sau. Vân Châu từng có ba vị đại đế, nhất định bọn họ sẽ không cam chịu bị Thanh Châu chèn ép mãi, tả phu này tuyệt đối phải là yêu nghiệt trong đám yêu nghiệt. Diệp Quân khẽ gật đầu rồi hỏi, thế Thanh Châu đến mấy người? Tiêu Qua đáp, ba người, hai nam một nữ, chỉ biết tên một nam và một nữ trong đó, nam tên Ngao Hám, nữ tên Mục Vân Hàn. Diệp Quân hỏi, thực lực thì sao? Tiêu Qua nhìn Diệp Quân, không rõ. Diệp Quân hơi cau mày. Tiêu Qua trầm giọng nói, theo ta được biết, mỗi năm Thanh Châu đều sẽ có ba người đến tham gia tỷ võ, cạnh tranh ở đó phải nói là ở cấp bậc địa ngục đấy. Diệp Quân khó hiểu, bọn họ chỉ được tham gia ba người thôi sao? Tiêu Qua gật đầu, những nơi thuộc top 10 chỉ được cử ba học viên đi thôi, nếu không những châu khác làm gì có cơ hội. Cũng chính vì vậy mà sự cạnh tranh để lấy suất tham gia tỷ võ ở những nơi thuộc top 10 đều vô cùng khốc liệt. Đặc biệt là ở Thanh Châu, độ khó để cạnh tranh lấy ba suất đi chỉ có thể dùng cấp bậc địa ngục để hình dung. Diệp Quân nhẹ giọng hỏi, còn một người chưa điều tra được à? Tiêu Qua lắc đầu, không tra được. Đối phương quá thần bí, e là phải đợi đến ngày tỷ võ khai mạc mới chịu lộ diện. Nạp Lan Ca đột nhiên lên tiếng, Vân Châu có ba suất nhưng họ chỉ phái một người tới. Điều này rất bất thường. Tiêu Qua gật đầu đồng tình, đúng là bất thường, ta cảm giác lần này Vân Châu nhất định đang mưu đồ suất chiêu lớn, dù sao bọn họ cũng đã bị Thanh Châu chèn ép mấy trăm năm rồi. Nhưng bọn họ muốn tranh hạng nhất, chắc chắn không dễ vậy đâu. Mấy trăm năm nay Thanh Châu vẫn luôn đứng đầu, thiên tài đời này nhất quyết sẽ không để người khác cướp bảng hiệu, thiên hạ đệ nhất khỏi tay mình. Diệp Quân khá hiếu kỳ, bảng hiệu, thiên hạ đệ nhất, ư. Tiêu Qua cười đáp, đúng vậy, chỉ cần đoạt được hạng nhất, ngoài các loại khen thưởng thì còn có bảng hiệu, thiên hạ đệ nhất này nữa. Nếu mang được bảng hiệu này về Nam Châu, ta nói cho huynh biết, cả Nam Châu sẽ đối xử với huynh như đối với một vị thần. Ít nhất mấy trăm năm sau này, lớp trẻ đều sẽ lấy huynh làm gương. Diệp Quân im lặng, tay phải siết chặt. Tiêu Qua lạ nói, thật ra, cuộc tỷ võ lần này là một cuộc chiến vinh dự. Thanh Châu bảo vệ vinh dự của mình, còn Vân Châu thì tranh giành vinh dự. Tóm lại là trận đánh giữa các thần tiên đấy. Tôn Hùng bỗng hỏi, thiên tài của các châu khác thì sao? Tiêu Qua trả lời, mỗi lần tỷ võ đều sẽ có một vài nhân tài siêu cấp mới xuất hiện. Nhưng không có ngoại lệ, mỗi năm đều là cuộc chiến giữa Thanh Châu và Vân Châu. Nói rồi, y lắc đầu cười, phải công nhận rằng Thanh Châu này mỗi lần tỷ võ đều mạnh đến nỗi khiến người khác gần như tuyệt vọng, không hổ là nơi kiếm chủ nhân gian ra đời. Kiếm chủ nhân gian. Nghe vậy, mấy người ở đó đều cảm thấy kính phục. Vũ trụ ngày nay có thể yên bình được thế này chính là nhờ công kiếm chủ nhân gian. Tiêu Qua chợt mỉm cười nói. Không ngờ chúng ta cũng được nhận thiếp mời, lần này đến tham dự đại hội chào mừng nói không chừng có thể gặp được mấy thiên tài yêu nghiệt của Thanh Châu và Vân Châu đấy. À đúng rồi. Nói đến đây, y cười hì hì, còn một chuyện nữa. Ba người cùng nhìn Tiêu Qua, y cười nói tiếp, vừa nãy chúng ta bàn về thiên tài yêu nghiệt của Thanh Châu và Vân Châu, thế các ngươi có biết gì về những thiên tài yêu nghiệt thư viện quan huyên thượng giới không? Ba người đều lắc đầu. Tiêu Qua mỉm cười, chủ tịch học viên hiện tại của Thư viện Quan Huyên Thượng Giới là một cô gái, tên là Lạc Chiêu Kỳ. Cô ta không chỉ là chủ tịch học viên của Thư viện Quan Huyên Thượng Giới, cô ta còn được xưng là đệ nhất mỹ nữ của Thượng Giới nữa. Đệ nhất mỹ nữ? Diệp Quân bất giác nhìn Nạp Lan Ca, cô nhìn hắn rồi cười hỏi, huynh nhìn muội làm gì? Diệp Quân chỉ cười, không đáp lời. Nhìn Diệp Quân cười ngốc, Nạp Lan Ca quay sang hỏi Tiêu Qua. Đại hội chào mừng ngày mốt, vị Lạc Chiêu Kỳ này cũng sẽ tham gia sao? Tiêu Qua cười đáp, đương nhiên là cô ta sẽ tham gia rồi, vì cô ta là người tổ chức đại hội chào mừng lần này mà. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, cười như không cười nói, đến lúc đó huynh đánh giá thử, ta đẹp hay cô ta đẹp? Diệp Quân chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Tiêu Qua cười ha hả rồi lại nói, vẫn còn một chuyện mà chúng ta cần phải chú ý. Ba người cùng nhìn Tiêu Qua, y trầm giọng nói, lần này nhân tài của Huyền Thiên Tông cũng sẽ tham gia tỷ võ. Bọn họ có bốn người tham dự,
Kẻ dẫn đầu tên là Lục Kha, thiên tài đứng đầu của Huyền Thiên Tông, nghe nói là thiên tài yêu nghiệt nhất của Huyền Thiên Tông trong vòng trăm năm trở lại đây. Nói đến đây, y dừng lại chút rồi mới nói tiếp, không còn nghi ngờ gì nữa, trong lần tỷ võ này, chắc chắn Huyền Thiên Tông sẽ liều mạng đối đầu với chúng ta, thế nên lúc cuộc tỷ võ mở màn, chúng ta phải cẩn thận với Huyền Thiên Tông này. Huyền Thiên Tông, Diệp Quân bình thản nói, không cần lo, tỷ võ vừa bắt đầu, chúng ta xử đẹp chúng luôn. Tiêu Qua cười ha hả, đúng, xử đẹp chúng. Nói rồi y đứng lên, các ngươi nói chuyện đi, ta đi tu luyện. Nói rồi y quay người rời đi. Tôn Hùng cũng vội nói, đợi ta với, ta cũng đi tu luyện. Nói xong gã cũng đứng lên đi theo. Lúc này, Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, huynh đã đạt được cảnh giới thần phách rồi à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Nạp Lan Ca cười mỉm, còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày tỷ võ, huynh tranh thủ thời gian nghĩ cách đột phá cảnh giới ngự không đi. Diệp Quân gật đầu, lần này thiên tài yêu nghiệt nhiều vô số kể, đương nhiên hắn không dám khinh thường người khác. Hắn là kiếm tu, không đồng nghĩa với việc hắn là vô địch ở lớp trẻ. Có lòng tin là chuyện tốt nhưng không thể tự phụ. Nạp Lan Ca cười nói, muội cũng đi tu luyện đây. Ngày mốt gặp, Diệp Quân nhìn chiếc châm hồ điệp trên đầu Nạp Lan Ca rồi cười đáp, được. Nạp Lan Ca đứng dậy rời đi. Diệp Quân ngồi rầu rĩ ở đó. Hắn cũng muốn tu luyện. Nhưng hắn hết tiền rồi. Chỉ còn lại chưa đến 2.000 kim tinh, hoàn toàn không đủ, đặc biệt là vào thời điểm bây giờ, nhu cầu của hắn đối với linh khí cực kỳ lớn. Mà thư viện Quan Huyên Nam Châu, hắn ngại mở miệng nói với Phí Bán Thanh, vì hắn phát hiện ra hình như bà ấy cũng không giàu cho lắm. Lúc này, Nạp Lan Ca ở phía xa đột nhiên dừng bước, cô quay người nhìn Diệp Quân, huynh còn bao nhiêu kim tinh? Diệp Quân cười đáp, 2.000. Nạp Lan Ca trầm giọng nói, thế chắc không đủ cho huynh tu luyện rồi. Diệp Quân đang định nói gì đó thì Nạp Lan Ca bỗng nói, hay là chúng ta đi vay một ít. Diệp Quân hơi không hiểu, vay. Nạp Lan Ca gật đầu, có thể vay tiền ở Tiên Bảo Các, nhưng phải trả lãi. Ví dụ chúng ta vay 1 vạn kim tinh thì 1 tháng sau chúng ta phải trả tầm 1 vạn 1.000 kim tinh. Nếu mượn 10 vạn thì 1 tháng sau phải trả tầm 13 vạn. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân nặng nề, đây là cho vay nặng lãi. Ai nghĩ ra cách này thế? Thật quá đáng rồi đấy. Tiểu Tháp, cho vay. Diệp Quân cũng thấy hơi cạn lời. Hắn không ngờ Tiên Bảo Các còn làm cả mảng này nữa cơ đấy. Lãi suất cỡ này, phải nói thật là hơi cắt cổ. Nạp Lan Ca cười hỏi, đi vay không? Diệp Quân lắc đầu, cái này lãi ghê quá, không vay. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát rồi mới hỏi, nhưng mà, Tiên Bảo Các chắc có mua đồ nhỉ? Nạp Lan Ca hỏi, huynh định bán nội đan à? Diệp Quân gật đầu, bây giờ hắn vẫn còn 1 viên nội đan cấp đế và 1 viên cấp thiên, giữ trong người cũng không có tác dụng gì lớn lắm. Còn về nhánh linh mạch cấp địa kia, đương nhiên hắn sẽ không bán rồi. Món đồ này phải giữ lại cho gia tộc họ Diệp. Tất nhiên, hắn phải đưa vào lúc không một ai ở Nam Châu dám động vào gia tộc họ Diệp mới được. Nạp Lan Ca đáp, được, tiện thể bán 2 viên của muội luôn. Lúc trước Diệp Quân đưa cho cô 2 viên, cô vẫn luôn giữ. Diệp Quân gật đầu, đi. 2 người rời khỏi Tiêu Phủ đến Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các nằm ở mảnh đất trung tâm phồn hoa nhất Thượng Thành, diện tích gần 100 mẫu. Lúc đến nơi, Diệp Quân và Nạp Lan Ca đều bị Tiên Bảo Các trước mặt làm cho kinh ngạc. Chỉ 2 từ thôi, xa hoa. Tiên Bảo Các này không chỉ xa hoa bình thường thôi đâu, nơi đây cao đến 9 tầng, người vào kẻ ra nô nức như ở chợ, cực kỳ náo nhiệt. Diệp Quân và Nạp Lan Ca vừa bước vào thì một cô gái xinh đẹp như hoa đã đon đả chào đón. Cô gái cười hỏi, 2 vị có cần ta giúp gì không? Nạp Lan Ca đáp, ta tới bán đồ. Cô gái mỉm cười, mời 2 vị theo ta. Nói rồi cô ta dẫn Diệp Quân và Nạp Lan Ca đến một cái quầy hàng rất dài, ở đây có đến 20 cái quầy hàng, sau mỗi quầy hàng đều xếp một hàng dài. Diệp Quân ngỡ ngàng, bọn họ đều đến để bán đồ sao? Cô gái cười đáp, đúng vậy. Diệp Quân do dự một lát rồi lấy viên nội đan cấp thiên ra, cô xem giúp ta cái này. Nhìn thấy viên nội đan cấp thiên trong tay Diệp Quân, mắt cô gái sáng hẳn lên. Cô ấy cười nói, ta hiểu rồi.
hai vị đi theo ta. Nói rồi cô ấy dẫn Diệp Quân và Nạp Lan Ca đến một phòng riêng, trong phòng có một ông cụ, ông ta đang quan sát tỉ mỉ một chiếc vải lân. Cô gái cười nói, phủ lão, có đồ tốt. Nghe vậy, ông cụ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân và Nạp Lan Ca, đưa ta xem thử. Diệp Quân xòe tay, viên nội đan yêu thú cấp thiên kia lập tức xuất hiện trước mặt ông cụ. Ông ta nhìn xong lại lắc đầu, một viên nội đan cấp thiên mà cũng được xem là đồ tốt à. Nói xong, ông ta tiếp tục xem xét vải lân trước mặt mình. Lúc này, cô gái kia bỗng nói, phủ lão, ông xem kỹ lại đi. Nghe vậy, phủ lão hơi cau mày, ông cụ nhìn lại viên nội đan kia, rồi như phát hiện ra điều gì, đồng tử của ông ta chợt rút lại, đây là nội đan của thôn lôi thú. Nói rồi, ông ta chộp ngay lấy viên nội đan kia. Diệp Quân và Nạp Lan Ca nhìn nhau, cả hai đều thấy ngờ vực. Bọn họ hoàn toàn không am hiểu về lĩnh vực yêu thú. Lúc này phủ lão bỗng nhìn Diệp Quân, cậu định bán bao nhiêu? Diệp Quân nói, ông ra giá đi. Phủ lão nhìn đánh giá Diệp Quân một lượt rồi hỏi, cậu tên gì? Nghe hỏi, sắc mặt Diệp Quân bỗng nặng nề hẳn xuống. Lại nữa, mẹ kiếp, lại là chiêu này. Không cần nghĩ cũng biết nếu mình và Nạp Lan Ca tới từ một thế lực nhỏ không danh tiếng thì chắc chắn lão già này sẽ chặt giá thẳng tay. Thời buổi này ai cũng nhìn vào bối cảnh, chỗ dựa hết. Nạp Lan Ca đột nhiên xòe bàn tay, một sức mạnh đặc biệt bỗng thoát từ trong người cô ra. Thấy cảnh này, phủ lão hơi sửng sốt, sau đó ông ta lập tức thay đổi thái độ, đây là thể chất thánh linh trong truyền thuyết. Trời à, đây! Nói rồi! Ông ta nhìn về phía cô gái thanh tú kia, tiểu tu, mau dâng trà cho hai vị quý khách. Cô gái thanh tú vội lui xuống. Phủ lão vội vã cười nói, cô nương, mời ngồi. Nạp Lan Ca gật đầu, sau đó cùng Diệp Quân ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, cô gái thanh tú kia bưng hai chén trà vào. Nạp Lan Ca nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nói, nghe nói tiên bảo các mua bán phải chăng nên ta mới đến đây, các hạ ra giá đi. Phủ lão chần chừ một lát rồi mới giơ năm ngón tay lên. Nạp Lan Ca nhìn chằm chằm phủ lão, 500 vạn kim tinh à. Phủ lão nghe vậy đơ mặt ra, ông ta cười xòa, cô nương, lời cô vừa nói có thể dọa chết người đấy, là 5 vạn kim tinh. Nạp Lan Ca hơi không vui, 5 vạn thì ông nói thẳng đi, tỏ vẻ bí hiểm làm gì. Phủ lão im lặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông ta cũng chẳng biết phải nói gì, theo lý thì cô phải biết giá thị trường rồi mới đến chứ. Nạp Lan Ca đặt chén trà xuống, thêm đi. Phủ lão do dự rồi trả lời, không thêm được nữa. Nạp Lan Ca xòe tay, viên nội đan yêu thú cấp thiên lập tức bay về trong tay cô. Cô nhìn Diệp Quân, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Diệp Quân gật đầu. Hai người đứng dậy chuẩn bị đi. Lúc này, phủ lão kia vội vàng gọi, đợi đã. Đợi đã, có thể bàn thêm mà. Nạp Lan Ca quay đầu nhìn phủ lão, bàn cái đầu ông, lão già xấu xa. Vẻ mặt phủ lão cứng đơ, nhưng lại không dám nổi giận. Vì đối phương không những sở hữu thể chất thánh linh mà còn ngang ngược cỡ này. Chắc chắn có người chống lưng. Tuy tiên bảo các rất hùng mạnh nhưng đó là tiên bảo các mạnh chứ không phải ông ta mạnh. Nếu đắc tội với người không nên động vào thì ông ta sẽ mất bát cơm đấy. Thấy Nạp Lan Ca và Diệp Quân chuẩn bị đi, phủ lão vội nói, 8 vạn kim tinh. Thấy Nạp Lan Ca nhíu mày, phủ lão cười khổ, cô nương, đây đã là giá cao nhất rồi. Nạp Lan Ca nhìn chằm chằm phủ lão, 9 vạn. Được. Phủ lão lập tức đồng ý, chốt vậy đi. Nói rồi ông ta lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa tới trước mặt Nạp Lan Ca, trong nhẫn vừa đủ 9 vạn kim tinh. Thấy vậy, cả Diệp Quân và Nạp Lan Ca đều im lặng. Hớ rồi. Đương nhiên, chơi được chịu được. Nạp Lan Ca cất chiếc nhẫn không gian kia đi, sau đó lại lấy ra hai viên nội đan cấp thiên nữa, hai viên này đáng giá bao nhiêu? Thấy cái này, phủ lão ngây ra như phỗng. Cuối cùng, Diệp Quân và Nạp Lan Ca cầm theo 30 vạn kim tinh rời khỏi tiên bảo các. Trước cửa tiên bảo các, Nạp Lan Ca lấy một chiếc nhẫn không gian đưa cho Diệp Quân, trong đó có 30 vạn kim tinh. Diệp Quân đang định nói gì thì Nạp Lan Ca đã nhìn chằm chằm hắn, cứ vậy đi. Giọng điệu không cho phép từ chối.
Diệp Quân do dự một hồi rồi nói, tiểu ca, muội cũng cần tiền. Nạp Lan Ca lắc đầu, tạm thời muội không cần. Diệp Quân còn định nói thêm gì đó, Nạp Lan Ca bình tĩnh nói, muội sắp giận rồi đấy. Diệp Quân bất lực, chỉ đành cất nhẫn đi. Nạp Lan Ca khẽ mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói, viên nội đan cấp đế của huynh đừng tùy tiện bán nhé. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Giá trị của nội đan cấp đế hơn xa nội đan cấp thiên, không tới đường cùng thì hắn không bán, hắn định giữ lại cho mình dùng. Sau này nếu hấp thụ trực tiếp thì có thể nâng cao thực lực lên rất nhiều. Nạp Lan Ca nói, chúng ta đi thôi. Diệp Quân quay đầu nhìn Tiên Bảo Các, sau đó nói, người làm kinh doanh đều rất thông minh. Nạp Lan Ca khẽ gật đầu, nghe nói người sáng lập Tiên Bảo Các tới từ một nơi có tên là Hệ Ngân Hà, người ở đó thông minh khôn khéo lắm, thích bóc lột tầng lớp lao động. Diệp Quân hơi ngờ vực, Hệ Ngân Hà. Nạp Lan Ca cười giải thích, đúng vậy, là một nơi cách chúng ta rất xa, lúc muội tra cứu tài liệu về các chủ Tiên Bảo Các mới biết đến nơi này. Nghe nói ở nơi này có rất nhiều người đặc biệt. Diệp Quân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi hai người về Tiêu phủ thì phần ai nấy về phòng tu luyện. Nhìn 30 vạn kim tinh trước mặt, Diệp Quân khẽ than. Nghèo quá. Lúc này Tiểu Tháp bỗng hỏi, người muốn đột phá cảnh giới ngự không à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Ta còn thời gian chưa đầy 2 tháng, muốn đạt đến cảnh giới ngự không? Tiểu Tháp nói, bây giờ tốc độ thuật ngự kiếm của ngươi rất nhanh, ngươi có biết làm thế nào để nhanh hơn nữa không? Diệp Quân vội nói, mong Tháp gia chỉ giáo. Tiểu Tháp đáp, sau khi đạt được cảnh giới ngự không, có thể nắm giữ được sức mạnh thời không, con người có thể xuyên thời không trong phạm vi nhỏ, thật ra thì kiếm cũng có thể. Diệp Quân ngơ ngác. Tiểu Tháp lại nói, kiếm cũng có thể tiến hành xuyên thời không. Ở chỗ ta có một thuật ngự kiếm về thời không. Tên là Thuấn Sát Nhất Kiếm. Trong phạm vi nhất định, ngự kiếm xuyên thời không, có thể một kiếm giết chết đối phương trong tích tắc. Diệp Quân vội hỏi, cấp bậc thế nào? Tiểu Tháp hỏi lại, sao ngươi phải quan tâm cấp bậc? Diệp Quân ngây ra. Tiểu Tháp nói, nếu tu luyện lên đến cực hạn thì một kiếm bình thường cũng có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Quân trầm mặc một lúc sau mới nói, là ta đã suy nghĩ thiển cận rồi. Tiểu Tháp nói, sau khi ngươi đạt đến cảnh giới ngự không sẽ có thể tu luyện được Thuấn Sát Nhất Kiếm, còn về việc có thể tu luyện đến trình độ nào thì phải xem năng lực của bản thân ngươi. Diệp Quân gật nhẹ đầu, được. Tiểu Tháp tiếp tục nói, cảnh giới ngự không chú trọng việc cảm ngộ thời không. Mấy cường giả cảnh giới ngự không trước đây ngươi gặp chưa là gì cả, bọn họ chỉ hiểu được chút ra lông về thời không mà đã tự xưng là đã nắm vững thời không rồi, đúng là nực cười. Nếu ngươi đạt đến cảnh giới ngự không thì phải nhớ kỹ, nhất định phải nghiên cứu rõ cảnh giới này rồi mới tu luyện cảnh giới tiếp theo. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu Tháp nói, vừa hay ta có một công pháp tu luyện có liên quan đến thời không, đều là cảm ngộ của những người đi trước về thời không, ngươi cầm lấy mà xem. Diệp Quân vội nhận, tốt quá, tốt quá. Vừa dứt lời, một luồng thông tin đã xuất hiện trong đầu hắn. Một lát sau, sắc mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng. Hắn ngồi xếp bằng xuống đất rồi bắt đầu cảm ngộ thời không xung quanh mình. Thời không. Nói đơn giản thì chính là thời gian và không gian. Hai cái là một nhưng lại khác biệt. Thời gian rất huyền ảo, bây giờ Diệp Quân không thể nào lĩnh ngộ được, nên Tiểu Tháp chỉ đưa cho hắn lĩnh ngộ về không gian. Không gian nói thẳng ra chính là một hình thức khách quan mà vật chất tồn tại. Nhưng đến lúc ngươi tiếp xúc với nó thì ngươi sẽ phát hiện. Nó không đơn giản đến vậy. Dần dần, Diệp Quân thấy mơ hồ. Hắn không thể nào ngờ được không gian lại thâm sâu đến vậy. Trong công pháp tu luyện thời không mà Tiểu Tháp cho hắn đã ghi chép tường tận, chỉ dạy hắn làm cách nào để cảm nhận thời không, sau đó dung nhập vào nó và rồi cuối cùng là hoàn toàn nắm bắt được thời không. Không biết qua bao lâu, tay phải Diệp Quân từ từ nâng lên, lúc này, thời không trước mặt lại bắt đầu vặn vẹo theo chuyển động tay phải của hắn. Lại qua thêm một lúc, tay phải Diệp Quân bỗng giơ về phía trước, trong tích tắc, tay của hắn đã xuất hiện cách đó mấy trượng. Thấy vậy, Diệp Quân mừng như điên. Thì ra nắm giữ thời không lại đơn giản đến vậy. Sau đó, hắn bắt đầu ngự kiếm. Chẳng mấy chốc, trong phòng xuất hiện một cảnh tượng rất quái lạ, kiếm hành đạo của hắn chốc thì xuất hiện ở bên phải, chốc lại xuất hiện ở bên trái, không tài nào lường trước được.
Thấy cảnh này, Diệp Quân lại càng phấn khích hơn. Ngự kiếm xuyên thời không. Trong tháp, Tiểu Tháp trầm giọng nói, thiên phú của thằng nhóc này. Thật khó tin, rốt cuộc hắn kế thừa thiên phú của ai vậy chứ? Nếu là của tiểu chủ, cũng không đúng. Tiểu chủ không nghịch thiên cỡ này, còn tiểu chủ mẫu thì đâu có tu luyện. Giọng nói bí ẩn chợt lên tiếng, bà ấy không tu luyện nhưng bà ấy đã sáng tạo ra rất nhiều cảnh giới ở vũ trụ này đấy. Bà ấy chỉ không thích tu luyện thôi, không đồng nghĩa với việc thiên phú của bà ấy thấp. Tiểu Tháp im lặng, suýt chút thì quên. Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng lấy giấy bút ra, bắt đầu viết lại thật nhanh. Tiểu Tháp không hiểu, người viết công pháp tu luyện thời không của ta cho ngươi ra làm gì. Diệp Quân cười đáp, đồ tốt thế này ta phải chia sẻ với tiểu ca. Tiểu Tháp do dự một lát rồi nói, cái này quý giá lắm đấy. Diệp Quân ngoác miệng cười, cô ấy là vợ ta mà, ta chính là. Tháp gia, không phải ngươi không có vợ đấy chứ. Tiểu Tháp. Một lát sau, sau khi hắn đã chép lại công pháp tu luyện thời không của Tiểu Tháp cho mình xong thì vội chạy đến viện của Nạp Lan Ca. Trong tháp. Tiểu Tháp trầm giọng nói, thằng nhóc này không giống cha hắn. Giọng nói bí ẩn, đúng là không giống. Tiểu Tháp nói, thiên phú của hắn quá biến thái, nhiều lúc tiến bộ quá nhanh. Ta thấy nhanh quá cũng không tốt, phải hãm lại mới được. Giọng nói bí ẩn, ta thấy ngươi không cần phải lao tâm khổ tứ quá vậy đâu. Thằng nhóc này có chừng mực lắm, chúng ta cứ dẫn đi đúng đường là được. Tiểu Tháp đáp, Chẳng mấy chốc Diệp Quân đã tới viện của Nạp Lan Ca. Lúc gặp Diệp Quân, Nạp Lan Ca thấy hơi kinh ngạc. Diệp Quân đưa giấy cho Nạp Lan Ca, cô hơi khó hiểu, đây là gì? Diệp Quân nhoẻn miệng cười, muội xem thử đi. Nạp Lan Ca nhận giấy về, vừa xem thì mặt cô biến sắc, đây là. Diệp Quân khẽ cười, một vị tiền bối dạy cho huynh đấy, huynh nghĩ chắc sẽ có ích với muội. Nạp Lan Ca xem một lúc rồi thấp giọng nói, cái này khủng khiếp quá. Phải công nhận rằng cái này đã phá vỡ nhận thức của cô. Diệp Quân cười, muội tu luyện cho tốt đi nhé. Nói xong hắn quay người rời đi. Nạp Lan Ca nhìn bóng lưng rời đi xa của Diệp Quân, vẻ mặt phức tạp, một chàng trai thật thần bí. Càng tiếp xúc nhiều với Diệp Quân, cô càng cảm thấy hắn thần bí. Như nghĩ đến điều gì, cô lắc đầu cười, trong lòng thấy ấm áp. So với quyển công pháp tu luyện quý giá này, cô thích tấm lòng của hắn hơn. Sau khi học được ngự kiếm xuyên thời không, Diệp Quân hoàn toàn yêu thích cảm giác này. Ngự kiếm xuyên thời không thật sự quá khó lường, người bình thường không thể nào phòng ngự được. Bây giờ mà bảo hắn giết lão Ngụy Đồng kia thì hắn không cần phải đánh lén nữa, có thể quang minh chính đại kết liễu lão chỉ bằng một nhát kiếm. Ngoài ra, hắn đã bắt đầu tu luyện thuật thuấn sát nhất kiếm kia. Thuấn sát nhất kiếm, sử dụng tất cả sức mạnh để tung ra một nhát kiếm mạnh nhất, một kiếm giết đối phương trong tích tắc. Không xuất kiếm thì thôi, kiếm đã xuất ra tất có kẻ chết. Đêm khuya, sâu trong ngọn núi sau Tiêu phủ. Diệp Quân nhắm hờ hai mắt, bốn bề tịch mịch không tiếng động. Đúng lúc này, hắn bỗng mở mắt ra, chớp mắt, cách đó 30 trượng, một thanh kiếm đã ghim một phiến lá rụng vào một thân cây cổ thụ. Thấy cảnh này, Diệp Quân khẽ lắc đầu, vẫn chưa đủ nhanh. Nhát kiếm này của hắn chính là thuấn sát nhất kiếm. Tập hợp sức mạnh thần hồn toàn thân, ngự kiếm xuyên thời không, xuất ra nhát kiếm mạnh nhất. Nhưng hắn thấy vẫn chưa đủ nhanh. Có thể nhanh hơn nữa. Suốt cả đêm, hết lần này đến lần khác, Diệp Quân điên cuồng tu luyện. Mệt thì nghỉ, xong lại tiếp tục. Diệp Quân hắn ở trên đời này, không có cha mẹ hùng mạnh, không có bối cảnh hiển hách. Không có chỗ dựa vững chắc. Thế nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế tục như dòng nước lũ, đứng vững đã là việc khó khăn, muốn hơn người thì càng khó hơn lên trời. Thế nên, chỉ có cố gắng hơn người khác gấp 10 lần, 100 lần, 1000 lần, chỉ vậy Diệp Quân hắn mới có thể vượt trội hơn người. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày tham dự đại hội chào mừng. Buổi chiều, Diệp Quân trải chuốt chỉnh tề. Sau đó đến trước viện Nạp Lan Ca. Đợi muội một lát. Lúc này, giọng Nạp Lan Ca vang ra từ trong phòng. Diệp Quân tránh sang một bên, hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu mây trắng, thân hình cao gầy hệt như một cây thương vậy, gương mặt thanh khiết như ngọc, để lộ ra góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng,
khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, toát lên vẻ ung dung và nho nhã. Bên thắt hồng có treo một chiếc túi thơm. Lúc này, cửa phòng Nạp Lan Ca mở ra, cô bước ra ngoài. Thấy Nạp Lan Ca, Diệp Quân nhất thời thất thần. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, gương mặt đẹp như tranh vẽ, ngũ quan tinh tế đến hoàn mỹ, không chút tì vết nào, bước đi thanh thoát như tiên hạ phàm, dù là Diệp Quân thì cũng nhìn đến ngây ngất. Trên tóc cô có cài một cây châm hồ điệp. Nạp Lan Ca đi tới trước mặt Diệp Quân, mỉm cười nói, đi thôi. Diệp Quân cười khen, hôm nay muội thật xinh đẹp. Nạp Lan Ca chớp mắt, vậy sao? Diệp Quân gật đầu. Khóe miệng Nạp Lan Ca cong lên, vậy chút nữa huynh giúp muội xem thử, muội xinh đẹp hay Lạc Chiêu Kỳ cô nương kia xinh đẹp. Diệp Quân hơi ngớ người. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, nụ cười trên môi Nạp Lan Ca càng nở rộ, cô lắc đầu cười, đi thôi nào. Lúc hai người đến cửa Tiêu phủ, Tôn Hùng và Tiêu Qua đã đứng đợi từ sớm. Phí Bán Thanh và Chu Phu cũng ở đó. Phí Bán Thanh dặn dò, cẩn thận đấy. Diệp Quân gật đầu, vâng. Bốn người lên xe ngựa đến lễ viện Quan Huyên. Phí Bán Thanh nhìn bốn người, khẽ nói, ta thấy hơi lo lắng. Chu Phu cười hỏi, lo cho Diệp Quân à? Phí Bán Thanh gật đầu. Chu Phu cười mỉm, không cần lo đâu, thằng nhóc đó trầm tĩnh vững vàng, không chịu thiệt đâu. Phí Bán Thanh lắc đầu cười, cũng đúng thật. Chẳng bao lâu sau bốn người đã đến lễ viện Quan Huyên, đại điện được xây dựng cực kỳ xa hoa, trước cổng trải ra thú vô cùng đắt đỏ. Lúc này, người ta lục tục kéo vào lễ viện Quan Huyên. Cũng giống như thường lệ, lần này cũng chỉ có 100 người được mời. 100 người này có thể nói là thiên tài đỉnh cấp của các châu. Bốn người giao thiếp mời rồi vào đại điện. Đại điện rất rộng rãi, có thể chứa được mấy ngàn người. Phía trước đại viện có một bệ đá cực lớn, dài rộng mấy chục trượng, bên dưới bệ đá là những chiếc bàn tròn. Lúc này, Tiêu Qua bỗng cười nói, ta nói cho mọi người biết nhé, vị trí ngồi cũng có quy tắc đấy. Ba người cùng nhìn Tiêu Qua, y giải thích, vị trí càng ở trước thì chứng minh người đó càng được thư viện Quan Huyên xem trọng. Mỗi lần vị trí ngồi của Thanh Châu đều ở đầu tiên, Vân Châu thứ hai, còn lại phải xem thư viện Quan Huyên sắp xếp ra sao thôi. Tôn Hùng lắc đầu, thế giới này thực tế quá. Tiêu Qua nhìn Tôn Hùng rồi cười nói, thế giới này chỉ nhìn lợi ích và giá trị, người mang lại lợi ích và giá trị cho người khác thì người ta mới xem trọng ngươi. Đâu còn cách nào khác. Tôn Hùng gật đầu, ta hiểu. Tiêu Qua mỉm cười rồi lại nói, xem thử chúng ta ngồi ở đâu. Nói rồi y nhìn quanh bốn phía nhưng không tìm thấy chỗ ngồi của bốn người họ. Lúc này, Nạp Lan Ca chợt chỉ tay lên phía trước nhất, ngươi xem. Tiêu Qua nhìn ra phía xa, ngay sau đó, y nghịch mặt ra. Vị trí của bọn họ ở hàng thứ hai, dưới Thanh Châu, bên cạnh Vân Châu, cùng xếp thứ hai với Vân Châu. Thấy cảnh này, cả bốn người đều sửng sốt. Bốn người nhìn nhau, trong mắt toàn là vẻ ngờ vực. Tiêu Qua trầm giọng nói, sao lại xếp chúng ta ở hàng thứ hai chứ? Nói rồi y nhìn Diệp Quân. Diệp Quân lắc đầu, ta không biết. Tiêu Qua nhìn vị trí đó, nặng nề nói, việc này chẳng khác nào đặt chúng ta lên chảo lửa. Người sắp xếp vị trí có thù với chúng ta sao? Tôn Hùng trầm giọng hỏi, thế có ngồi không? Tiêu Qua hơi do dự, sau đó nhìn Diệp Quân bình tĩnh nói, ngồi chứ. Dù sao họ cũng sắp xếp cả rồi, sao lại không ngồi? Tiêu Qua đáp, sợ chuốc lấy thù hận. Diệp Quân cười, nếu một vị trí còn không dám ngồi thì nói gì đến việc tranh hạng nhất. Nói rồi hắn đi thẳng về chỗ ngồi. Hắn không sợ đâu. Hắn hiểu rất rõ một đạo lý, khi đối diện với những thiên tài kiêu ngạo cường ngạnh, ngươi không được chùn chân, ngươi càng hèn nhát thì bọn họ càng thấy ngươi dễ ức hiếp, sau đó kết bè kéo phái chèn ép ngươi. Nạp Lan Ca mỉm cười rồi cũng đi theo hắn. Thấy hai người đã đi sang đó rồi, Tiêu Qua cũng cười ha hả rồi đi theo. Đương nhiên Tôn Hùng cũng không thể ngồi dưới đất được, lập tức chạy theo. Lúc bốn người Diệp Quân ngồi vào vị trí, vô số ánh mắt chợt đổ dồn về phía họ. Lúc nhìn thấy bảng hiển thị trên bàn họ, tất cả mọi người đều sững sờ. Thư viện Quan Huyên Nam Châu. Nam Châu. Sắc mặt tất cả mọi người ở đó trở nên quái lạ. Nam Châu này chẳng phải luôn nằm bét bảng hay sao? Thế mà bây giờ lại được sắp xếp vị trí thứ hai.
Có người tò mò, có người nghi ngờ, còn có người thấy không thoải mái. Tiêu Qua nhìn quanh bốn phía một lượt rồi cười bảo, bọn họ đều đang nhìn chúng ta. Diệp Quân bưng chén trà trước mặt lên khẽ hấp một ngụm rồi nói, kệ họ đi. Tiêu Qua cười nói, trực giác cho ta biết sắp có phiền phức rồi. Diệp Quân bình tĩnh đáp, không gây chuyện, không sợ rắc rối. Tiêu Qua cười ha ha, đúng thật. Ngay lúc này, một chàng trai đột ngột đi vào, chàng trai để tóc dài buộc sau đầu, mặc một bộ đồ vải đơn giản, chân đi một đôi giày cỏ, trông vô cùng giản dị. Trong điện, lúc một vài người nhìn thấy chàng trai đó thì tỏ vẻ chê cười. Nhưng chẳng mấy chốc, nụ cười của họ như đông cứng lại. Vì chàng trai đó chậm rãi đi về phía chiếc bàn bên cạnh bàn đám Diệp Quân. Vân Châu, Tả Phu. Sắc mặt đám người chợt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Á quân vạn năm. Đây chính là đánh giá của bọn họ về Vân Châu. Đây không phải là một cụm từ châm biếm, năm nào cũng đứng thứ hai là một điều cực kỳ đáng sợ. Sau khi Tả Phu ngồi vào vị trí, y nhìn thị nữ bên cạnh, khẽ cúi đầu, cho ta một chén nước sôi. Thị nữ vội rót một chén nước sôi cho y. Tiếp đó, trong ánh nhìn của tất cả mọi người, Tả Phu lấy một chiếc bánh từ trong ngực ra rồi bắt đầu ăn mà không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Diệp Quân nhìn Tả Phu, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn không cảm nhận được khí tức của đối phương. Lúc này, đám người trong điện cũng đang nhìn đánh giá Tả Phu. Mọi khi Vân Châu vẫn luôn phái ba thiên tài đến, nhưng lần này Vân Châu lại không làm vậy, chỉ phái đến một người. Điều này rất bất thường. Mà lúc này, trước cửa bỗng nhiên xuất hiện hai người, một nam một nữ. Chàng trai thì cơ thể cao lớn cường tráng, cơ ngực vạm vỡ, cơ bắp tay cuồn cuộn, có uy phong vạn người khó địch nổi. Cô gái mặc một bộ váy dài màu xanh dịu, tóc dài xõa sau lưng, tay cầm một thanh đao có vỏ bọc. Ánh mắt lạnh lùng như một tảng băng ngàn năm, không chút cảm xúc nào. Hai người đi tới bàn đầu tiên trong ánh nhìn của mọi người. Thanh Châu. Giây phút này, cả đại điện yên lặng đến nỗi mọi người có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Ngao Hám. Mục Vân Hàn. Lúc ngồi vào ghế, Ngao Hám kia liếc nhìn Tả Phu một cái, sau đó lại nhìn lướt qua đám người Diệp Quân. Còn Mục Vân Hàn kia chỉ nhìn sơ qua Nạp Lan Ca. Ngồi bên cạnh Diệp Quân, Tiêu Qua trầm giọng nói, Thanh Châu vẫn còn một người không tới. Diệp Quân đang định lên tiếng thì một cô gái bất chợt chậm rãi đi ra từ nội điện. Lúc nhìn thấy cô gái đó, mắt tất cả mọi người đều sáng rực. Cô gái mặc một chiếc áo khoác màu tím, bên trong là chiếc áo màu đỏ rực, đôi gò bồng đảo phía trước như muốn xé áo chui ra, bên dưới phối một chiếc váy xanh lục nhạt, vòng eo thon thả, bước đi nhẹ nhàng, cực kỳ gợi cảm. Đôi mắt cô ta như một hồ nước trong, nhìn ngó xung quanh mang theo khí chất thanh nhã cao quý. Tổng kết, thân hình ma quỷ, gương mặt thiên sứ. Trong điện, nếu bàn về dung mạo, chỉ có Nạp Lan Ca là có thể so sánh với cô ta. Người đến chính là Lạc Chiêu Kỳ, chủ tịch học viên của Thư viện Quan Huyên. Nạp Lan Ca ngồi bên cạnh Diệp Quân bỗng hỏi, muội đẹp hay cô ta đẹp? Diệp Quân đang định trả lời thì Nạp Lan Ca lại nói. Không được trả lời qua loa. Diệp Quân suy nghĩ rồi đáp, cô ta rất đẹp, dung mạo không hề thua kém muội, nhưng vẻ đẹp của cô ta không liên quan gì đến huynh. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, thế vẻ đẹp của muội có liên quan đến huynh à? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên rồi, muội là thê tử của huynh mà. Nghe vậy, Nạp Lan Ca hơi sững sờ, sau đó khóe miệng lập tức nhoẻn lên. Lúc này, cô thấy vui trong lòng. Bất giác nở nụ cười tươi như hoa, đẹp đến nỗi khiến tất cả cô gái trong điện trở nên lu mờ. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ kia chậm rãi bước lên sân khấu trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Cô ta nhìn quanh một lượt rồi cười nói, ta đại diện cho Thư viện Quan Huyên chào mừng các vị đến thượng giới. Lúc này, một chàng trai bỗng từ tốn đứng lên, hắn ta khẽ hành lễ rồi cười nói, Lạc Chủ tịch, tại hạ là Lục Kha của Huyền Thiên Tông, có một việc muốn nói. Lạc Chiêu Kỳ nhìn Lục Kha, cười nói, mời nói. Lục Kha khẽ cười rồi nói, Thanh Châu ngồi hàng đầu, ta phục. Vân Châu ngồi hàng thứ hai, ta cũng phục. Nói rồi, hắn ta đột nhiên chỉ tay vào đám người Diệp Quân, Nam Châu ngồi hàng thứ hai thì ta không phục. Lạc Chiêu Kỳ hơi nheo mắt, đang định nói gì đó thì Diệp Quân ngồi bên cạnh bỗng đặt ly trà xuống, sau đó nhìn Lục Kha, không phục thì đấu tay đôi.
đơn giản, trực tiếp, mọi người. Đấu tay đôi. Trong điện, mọi người đều ngây ra như phỗng. Họ đều không ngờ Diệp Quân của Nam Châu này lại hống hách như vậy. Một lời không hợp đã đòi đấu tay đôi. Sắc mặt Lục Kha có phần khó coi, hắn ta cũng không ngờ Diệp Quân lại xuất chiêu này. Mẹ kiếp! Ngươi là thằng thiểu năng chỉ biết đánh nhau à? Hở ra cái là đấu tay đôi. Thật ra hắn ta cũng không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với Diệp Quân, hắn ta chỉ muốn tìm một cái cớ để đám người Diệp Quân trở thành kẻ thù chung của tất cả mọi người mà thôi. Vì không chỉ một mình Lục Kha hắn ta không phục, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không phục. Dựa vào cái gì mà Nam Châu được xếp ở hàng hai? Thế nên, hắn ta quyết định đứng ra, khiến mọi người cùng phẫn nộ với Nam Châu. Thế nhưng hắn ta không ngờ Diệp Quân lại chơi chiêu này. Thế này thì làm khó hắn ta rồi. Trong đại điện, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn ta. Không phục, thì đấu tay đôi đi. Chuyện quá là đơn giản. Lạc Chiêu Kỳ nhìn Diệp Quân, ánh mắt mang theo một chút tò mò. Vốn dĩ Nam Châu không có tư cách đến tham dự đại hội chào mừng này, nhưng cô ta đột nhiên nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, nhất định phải mời Nam Châu, hơn nữa còn sắp xếp họ ngồi ở hàng hai. Vì thế cô ta rất hiếu kỳ về đám người Diệp Quân. Hơn nữa, lúc này lại thấy Diệp Quân thẳng thắn như vậy, cô ta bất giác tò mò hơn nữa. Bây giờ, dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Quân chậm rãi đi tới trước mặt Lục Kha, không phải ngươi không phục à? Đấu tay đôi đi, nếu ngươi thấy chưa đủ kích thích thì chúng ta có thể lên đài sinh tử, một trận chiến định sống chết. Lên đài sinh tử. Tất cả mọi người nhìn Diệp Quân, họ đều thấy hơi chấn động. Chơi lớn vậy sao? Sắc mặt Lục Kha vô cùng khó coi. Diệp Quân càng kiêu ngạo, hắn ta càng thấy bất an. Nhưng lúc này hắn ta đang ở tình cảnh cưỡi hổ khó xuống. Nếu không nhận lời thì sau này biết giấu mặt mũi đi đâu. Nếu như nhận lời, chắc chắn đối phương có còn át chủ bài, nếu không sẽ không dám hống hách như vậy. Làm sao bây giờ? Lục Kha ngẩng đầu nhìn Lạc Chiêu Kỳ ở trên sân khấu, lúc này, chỉ có chủ tịch học viên của Thư viện Quan Huyên mới có thể đứng ra ngăn cản được thôi. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, Lục Kha, nếu ngươi đồng ý thì Thư viện Quan Huyên có thể cung cấp địa điểm miễn phí cho các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Lục Kha lại càng khó coi. Mọi người trong đại điện đều đang nhìn Lục Kha. Tuy rằng bọn họ cũng không phục, nhưng bọn họ không nói ra. Một lát sau, Lục Kha bỗng cười nói, là ta đã lỗ mãng rồi. Nghĩ lại, nếu thư viện đã sắp xếp như vậy thì đương nhiên là có lý của thư viện rồi. Nói rồi, hắn ta nhìn Diệp Quân, ôm quyền nói, xin lỗi nhé, ta không có ác ý gì đâu, mong Diệp huynh thứ lỗi. Nghe vậy, mọi người trong điện nhìn Lục Kha. Không hề châm biếm, ngược lại, họ chỉ thấy tán thưởng. Co được giãn được, là người làm nên đại sự. Diệp Quân nhìn Lục Kha rồi nói, ta tha lỗi cho ngươi đấy. Lần sau đừng phạm mấy lỗi sơ đẳng thế này nữa. Ngoan. Nói xong hắn quay người trở về chỗ ngồi của mình. Còn sắc mặt Lục Kha kia lại khó coi như cha mẹ vừa chết vậy. Tất cả mọi người ở đó đều phì cười. Sau khi Diệp Quân quay về chỗ ngồi, Tiêu Qua trầm giọng nói, chắc chắn sau này tên này sẽ dở trò xấu. Diệp Quân bình thản đáp, không sao. Tiêu Qua nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp huynh, huynh tự tin thật đấy, ha ha. Diệp Quân lắc đầu cười, hắn chưa từng nghĩ mình vô địch, vì hắn biết núi cao còn có núi cao hơn, vẫn phải khiêm tốn một chút. Nhưng tính tình hắn là vậy. Ngươi chọc ta thì ta đánh ngươi. Đánh lại hay không thì từ từ tính, tóm lại là hắn dám đánh. Đánh lại đương nhiên là tốt, đánh không lại hắn cũng không thấy mất mặt. Không dám đánh mới mất mặt. Sống trên đời đã khó khăn lắm rồi, tại sao phải nhịn nhục? Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ bỗng nở nụ cười, các vị, bắt đầu từ ngày mai Thư viện Quan Huyên sẽ mở cửa địa điểm tu luyện cho các vị. Thư viện Quan Huyên ta có 36 đỉnh thí luyện cho các vị, phương thức lịch luyện ở mỗi đỉnh đều khác nhau, các vị có thể chọn một loại phương thức để tu luyện. Đương nhiên rồi. Các vị phải nộp một ít kim tinh. Mở cửa địa điểm tu luyện. Nghe thấy vậy, đám đông trong đại điện đều thấy cực kỳ hưng phấn. Đến thượng thành này, bọn họ chẳng có nơi nào để tu luyện, đang giàu thối ruột đây. Phải biết rằng, bây giờ cách ngày tỷ võ còn gần 2 tháng,
Với người bình thường thì 2 tháng chẳng là gì, nhưng đối với những thiên tài như bọn họ thì 2 tháng có thể làm được quá nhiều việc. Hơn nữa, đây còn là địa điểm tu luyện ở thượng giới, những địa điểm tu luyện bình thường không thể bì được. Diệp Quân cũng hơi mừng, thời gian này hắn cũng đang giàu dĩ, vì Tiêu phủ cũng không có phòng tu luyện nào tốt. Bây giờ thư viện Quan Huyên lại mở cửa địa điểm tu luyện, quá tốt rồi. Lạc Chiêu Kỳ lại nói, còn một tin tốt nữa muốn thông báo với các vị, đó chính là phần thưởng của top 3 đều sẽ được nâng lên, không chỉ vậy, người đứng đầu còn sẽ nhận được một phần thưởng bí mật. Phần thưởng bí mật. Nghe vậy, mọi người chợt thấy hứng thú hẳn lên. Lạc Chiêu Kỳ nhìn mọi người, cười nói, tu hành 20 năm, một mai vang danh thiên hạ. Lần này, ta thay mặt cho thư viện Quan Huyên chúc các vị giành được thứ hạng tốt trong cuộc tỷ võ lần này, giành vinh quang cho chính mình, cho gia tộc và cho châu của mình. Lời vừa dứt, âm nhạc vang lên trong đại điện. Sau đó, một đoàn thị nữ bưng những đĩa cao lương mỹ vị lên. Ngoài ra, Lạc Chiêu Kỳ vừa xuống khỏi sân khấu thì một nhóm mỹ nữ lập tức bước lên, bắt đầu nhảy múa. Diệp Quân lắc đầu cười, thư viện Quan Huyên này biết cách chơi thật. Lúc này, một vài thanh niên trong điện bắt đầu mời các cô gái khiêu vũ. Tiêu Qua cũng góp vui, y tìm được một cô gái, sau đó mời đối phương, người ta cũng không từ chối, thế là hai người bắt đầu khiêu vũ. Lúc này, một chàng trai bỗng tới trước mặt Nạp Lan Ca, gã khẽ hành lễ rồi cười nói, cô nương, ta có thể. Nạp Lan Ca lắc đầu, sau đó nhìn Diệp Quân, cô cười, ta là vị hôn thê của huynh ấy. Chàng trai mỉm cười, chỉ là một điệu nhảy thôi. Diệp Quân đột nhiên nói, hay là ta nhảy với ngươi nhé? Vẻ mặt chàng trai cứng đờ. Diệp Quân nhìn chàng trai, đừng phân biệt giới tính vậy mà. Chàng trai nhìn Diệp Quân một cái rồi quay người bỏ đi. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, muội biết khiêu vũ không? Nạp Lan Ca lắc đầu. Diệp Quân cười nói, thế chúng ta đi dạo chút nhé. Nạp Lan Ca gật đầu, được. Hai người đứng dậy, đang định rời đi thì lúc này, một chàng trai bỗng bước tới trước mặt Mục Vân Hàn. Gã đang định lên tiếng thì Mục Vân Hàn nhìn gã rồi nói, cút. Vẻ mặt chàng trai kia cứng nhắc, sau đó không nói thêm lời nào, quay người rời đi. Là người của Thanh Châu đấy. Không đắc tội nổi. Đừng nói là gã không đắc tội nổi, cả thượng giới cũng không đắc tội nổi cơ mà, đến cả trung thổ thần châu cũng phải nể mặt Thanh Châu đấy. Vì đó là nơi kiếm chủ nhân gian ra đời. Diệp Quân và Nạp Lan Ca nhìn nhau rồi hai người cùng đi ra ngoài. Lục Kha nhìn hai người đi xa, không biết đang nghĩ gì. Sau khi ra ngoài, trời đã tối, sao sáng đầy trời ôm ấp một vầng trăng. Hai người chậm rãi đi dạo ra xa, gió mát thoảng qua, se se, vô cùng mát mẻ. Nạp Lan Ca bỗng lên tiếng, tả phu kia không đơn giản chút nào. Diệp Quân gật đầu, lúc nãy hắn cũng chú ý đến người tên tả phu này. Người này suốt cả buổi không nhìn ai cả, chỉ lo ăn bánh của mình thôi. Trông có vẻ rất cô độc. Mà xưa nay, kẻ cô độc luôn rất đáng sợ. Nạp Lan Ca lại nói, Mục Vân Hàn kia là một vị đao tu, khí tức toàn thân giấu cả vào trong, trong đao ẩn chứa đao thế mạnh mẽ, tuy đao chưa xuất ra khỏi vỏ nhưng đã có sức mạnh bức người rồi. Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp, rất mạnh. Diệp Quân gật đầu, đúng là rất mạnh. Nạp Lan Ca tiếp tục nói, ngao hám kia có lẽ là một thể tu, trên thế gian này thể tu và kiếm tu là hai kẻ khó nhằn nhất. Kiếm tu, một nhát kiếm phá vạn pháp, sức chiến đấu vượt xa những người cùng cảnh giới. Còn thể tu, nếu huynh không thể phá được phòng ngự của đối phương thì kẻ đó còn đáng sợ hơn cả kiếm tu, mãi mãi đứng ở thế bất bại. Diệp Quân chỉ cười, không nói gì. Nạp Lan Ca tiếp tục nói, mà Thanh Châu vẫn còn một người chưa xuất hiện. Muội đoán thực lực của người đó chắc còn hơn hai người này. Nói đến đây, cô nhìn Diệp Quân, huynh còn muốn tranh hạng nhất không? Diệp Quân gật đầu. Nạp Lan Ca nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân khẽ mỉm cười, không tranh thì thôi, huynh đã muốn tranh thì phải tranh hạng nhất. Trước giờ huynh chưa từng nghĩ mình là vô địch, nhưng huynh cũng chưa bao giờ nghĩ mình thua kém người khác. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân một lát rồi nở nụ cười thản nhiên, muội cùng huynh tranh. Diệp Quân cười đáp, được. Hai người chậm rãi tản bộ đi xa. Lúc này, Diệp Quân bỗng nói, tiểu ca, trước nay huynh vẫn luôn có một câu hỏi,
là về thể chất thánh linh của muội. Thể chất này thật sự không gặp trở ngại gì trong giai đoạn đầu tu luyện sao? Nạp Lan Ca gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân trầm giọng nói, thế có nghĩa là muội muốn tăng cảnh giới như thế nào thì cứ thế tăng thôi à? Nạp Lan Ca cười đáp, trước đây là như vậy, nhưng bây giờ muội đã bắt đầu khống chế cảnh giới của mình rồi. Diệp Quân không hiểu, sao phải làm vậy? Nạp Lan Ca giải thích, quyển công pháp tu luyện huynh cho muội đã khiến muội hiểu rằng, mình phải thấu hiểu hoàn toàn một cảnh giới trước khi đột phá cảnh giới cao hơn, nếu không cứ tiếp tục tăng cảnh giới như vậy thì căn cơ sẽ không vững. Ví như muội và huynh, trước đây cảnh giới của muội cao hơn huynh nhưng muội lại không thể nắm chắc có thắng được huynh hay không. Diệp Quân im lặng. Nạp Lan Ca nói, phải làm đâu chắc đấy. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Chúng ta tu luyện phải làm đâu chắc đấy, nếu tăng cảnh giới quá nhanh thì lại không tốt. Nạp Lan Ca nở nụ cười, phải cảm ơn quyển công pháp tu luyện mà huynh đã cho muội, nếu không muội vẫn còn đang chìm đắm trong khoái cảm tăng cảnh giới, sau đó không từ thủ đoạn để nâng cao cảnh giới của mình. Tuy tạm thời thực lực sẽ được nâng cao rất nhiều, nhưng về lâu về dài thì lại thiệt hại quá lớn. Diệp Quân cười nói, cùng nhau cố gắng. Nạp Lan Ca nhoẻn miệng, cùng nhau cố gắng. Dưới ánh trăng, hai người cứ chậm chậm tản bộ cùng nhau, rất yên tĩnh và vô cùng ấm áp. Ngay lúc này, Tôn Hùng bỗng chạy nhanh tới, Diệp Quân. Diệp Quân và Nạp Lan Ca dừng bước, Tôn Hùng chạy tới trước mặt họ, nặng nề nói, người mau về lại lễ viện đi, Tiêu Qua muốn lên đài sinh tử với Lục Kha kia. Nghe vậy, Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó hỏi, vì sao? Sắc mặt Tôn Hùng hơi khó coi, Lục Kha cướp bạn nhảy của Tiêu Qua. Cô gái kia thì lại chọn Lục Kha ngay trước mặt Tiêu Qua, còn cố tình buông lời sỉ nhục. Mẹ kiếp, đây chắc chắn là cái bẫy do tên Lục Kha khốn kiếp kia lập ra. Diệp Quân trầm giọng hỏi, bọn họ lên đài sinh tử chưa? Tôn Hùng đáp, bây giờ đang chuẩn bị đến đài sinh tử đấy. Diệp Quân hơi híp mắt, đi thôi. Nói rồi hắn cất bước đi. Nạp Lan Ca không nói gì, đi theo hắn. Lúc ba người Diệp Quân tới lễ viện thì Tiêu Qua và Lục Kha kia đang chuẩn bị đến đài sinh tử, bên cạnh Lục Kha chính là cô bạn nhảy lúc trước của Tiêu Qua. Lục Kha kia khẽ cười, Diệp công tử, bọn ta là quyết đấu công bằng. Ngươi đừng lo chuyện bao đồng. Diệp Quân bỗng biến mất tại chỗ. Sắc mặt Lục Kha thay đổi trong tích tắc, hắn ta không ngờ Diệp Quân lại dám ra tay thẳng thừng như vậy, trong tình thế không kịp đề phòng, hắn ta chỉ có thể bị động chống đỡ. Nhưng tốc độ của hắn ta chậm hơn Diệp Quân rất nhiều. Bốp! Đám đông chưa kịp phản ứng lại thì một tiếng bạt tai giòn giã đã vang lên, tiếp đó, Lục Kha bay ra xa mấy trượng. Mọi người sững sờ. Diệp Quân! Lục Kha kia bò dậy, vẻ mặt cực kỳ hung tợn. Diệp Quân nhìn Lục Kha, ta chẳng có ý gì đâu, chỉ là thấy ngươi chướng mắt quá thôi. Nếu ngươi thấy ta chướng mắt thì cứ ra tay đánh ta đi. Mọi người! Lúc này, cô gái đi bên cạnh Lục Kha bỗng lạnh giọng chỉ trích, Diệp Quân, người nghĩ ngươi là ai? Ở đây là lễ viện, người ra tay ở đây là coi thường là cô nương, coi thương thư viện quan huyên, ngươi. Cô ta còn chưa dứt lời, Nạp Lan Ca đã biến mất tại chỗ, tốc độ cực kỳ nhanh. Bốp! Cùng với tiếng bạt tai giòn giã vang lên, cô gái kia bay ra xa mấy trượng. Nạp Lan Ca nhìn cô gái bay ra xa kia nói, ta chẳng có ý gì đâu. Chỉ là thấy ngươi chướng mắt quá thôi. Nếu ngươi thấy ta chướng mắt thì cứ ra tay đánh ta đi. Mọi người. Trong điện, mọi người đều đang nhìn đám người Diệp Quân. Họ đều không ngờ hai bên lại xảy ra xung đột. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngờ thực lực của Diệp Quân và Nạp Lan Ca ở Nam Châu này lại ghê gớm đến vậy. Mọi người đều thấy bất ngờ. Ở phía xa, sắc mặt Lục Kha cực kỳ khó coi, hắn ta nhìn chòng chọc Diệp Quân. Tượng đất cũng biết nổi giận đấy. Hắn ta không phí bất kỳ lời nào, tay phải bỗng mạnh mẽ chộp về phía trước, thời không trước mặt Diệp Quân bỗng trở nên vặn vẹo, sau đó, một cánh tay chộp tới, nhưng lúc này Diệp Quân đã biến mất khỏi chỗ đó. Đồng tử Lục Kha chợt rút lại, tay trái giơ lên cản trước ngực. Bịch! Cùng với một tiếng trầm đục vang lên, Lục Kha bay thẳng ra ngoài mười mấy trượng, sau đó đập mạnh xuống đất. Lúc hắn ta vừa định gượng dậy thì Diệp Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta rồi nhấc chân đạp lên ngực hắn ta. Phụt! Lục Kha phun ra một búng máu tươi,
hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi giết ta đi. Đám đông đều nhìn Diệp Quân. Giết. Đây là lễ viện chứ không phải là đài sinh tử, giết như vậy không hợp quy tắc. Diệp công tử. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh. Người đến chính là Lạc Chiêu Kỳ. Lạc Chiêu Kỳ nhìn Diệp Quân, cười nói, ngươi không thể phá hoại quy tắc được đâu. Giọng điệu rất ôn hòa nhưng lại mang theo khí thế không được làm trái. Sau một thoáng im lặng, Diệp Quân nhìn Lục Kha trước mặt hỏi, ngươi vừa nói gì cơ? Lục Kha nhếch miệng cười, giết ta đi này. Diệp Quân bỗng nhấc chân dẫm lên yết hầu Lục Kha. Giác! Lục Kha trợn tròn mắt, tắt thở. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Không nể mặt chủ tịch học viên Lạc Chiêu Kỳ đến vậy sao? Lạc Chiêu Kỳ nhìn Diệp Quân, nụ cười trên môi dần dần biến mất. Diệp Quân quay người nhìn Lạc Chiêu Kỳ, khẽ hành lễ, Lạc chủ tịch, tại hạ không hề có ý mạo phạm cô nương và thư viện, chỉ là... Cô cũng thấy rồi đấy, là gã bảo ta giết gã mà, đây là yêu cầu của gã, ta chỉ làm theo yêu cầu của gã mà thôi. Lục Kha, mọi người trong đại điện đều ngây ra như phỗng. Lạc Chiêu Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quân, không lên tiếng. Vẻ mặt Diệp Quân vô cùng bình tĩnh. Lạc Chiêu Kỳ bỗng đi tới trước mặt Diệp Quân, cô ta cười bảo, Diệp công tử, chuyện này cứ kết thúc vậy đi. Nói rồi cô ta phất tay áo. Thi thể Lục Kha dưới đất lập tức tan thành cho bụi, điều khủng khiếp nhất là, mảnh thời không chỗ Lục Kha nằm kia cũng bị luồng sức mạnh này bóp nát, xuất hiện hẳn một hố đen thời không nho nhỏ ở đó. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở trong điện đều biến sắc. Thực lực đáng sợ quá. Mọi người nhìn Lạc Chiêu Kỳ trước mặt, trong lòng kinh hãi khôn nguôi. Chủ tịch của thư viện quan huyên này không phải chỉ là một chiếc bình hoa. Diệp Quân nhìn Lạc Chiêu Kỳ bằng thái độ bình thản. Lạc Chiêu Kỳ nhìn quanh đám đông, cười nói, ăn chơi vui vẻ, nếu ai dám gây chuyện nữa, đừng trách ta không khách sáo. Nói rồi, cô ta nhìn bạn nhảy của Lục Kha đứng bên cạnh, từ bây giờ, trút bỏ tư cách tham gia tỷ võ của Huyền Thiên Tông, đồng thời, kỳ sau Huyền Thiên Tông cũng không được tham dự tỷ võ. Nghe vậy, sắc mặt cô gái bỗng trở nên trắng toát. Đám đông ở đại điện thì tỏ vẻ cảm thông. Lần này Huyền Thiên Tông toi đời rồi. Lần này hủy tư cách, kỳ sau cũng không cho tham gia, thế là toi hẳn rồi. Lạc Chiêu Kỳ nói xong thì quay người rời đi. Còn bốn người Diệp Quân cũng không còn hứng ở lại nữa, nên cũng quay về. Trong nội điện, Lạc Chiêu Kỳ ngồi trên ghế, cô ta bưng chén trà trước mặt lên khẽ hấp một ngụm. Phía đối diện, một ông lão ngồi cách cô ta không xa, đó chính là viện chủ lễ viện. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, Lý viện chủ. Là viện trưởng ra lệnh cho ông mời vị Diệp công tử này đến ạ. Lý viện chủ gật đầu, đúng vậy. Lạc Chiêu Kỳ khẽ cười, không nói gì. Lý viện chủ hỏi, Tiểu Kỳ, cô có nhìn ra được điểm gì bất phàm từ người này không? Sau một thoáng im lặng, Lạc Chiêu Kỳ nói, huynh ấy đã che giấu thực lực. Lý viện chủ trầm giọng hỏi, giấu đi mấy phần? Lạc Chiêu Kỳ đáp, ít nhất cũng phải 6 phần. 6 phần. Lý viện chủ trầm mặc. Giết Lục Kha ở cảnh giới ngự không chỉ với 4 phần thực lực, phải công nhận rằng người này không đơn giản. Nhưng lúc này, Lạc Chiêu Kỳ lại nói, nhưng dù hắn có giấu đi 6 phần thực lực thì cũng không đến mức khiến viện trưởng phải đối xử đặc biệt thế này. Thế nên ta cảm thấy có lẽ hắn đã giấu đi 8 phần thực lực. 8 phần. Lý viện chủ hơi nheo mắt, giết chết Lục Kha chỉ bằng 2 phần thực lực, cái này không gọi là không đơn giản nữa rồi. Phải là biến thái mới đúng. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, thật ra, so với hắn, ta càng chú ý đến người tên Tả Phu kia hơn. Lý viện chủ hơi ngạc nhiên, Tả Phu. Lạc Chiêu Kỳ gật đầu, người này mới gọi là thật sự giấu tài. Lý viện chủ hỏi, so với vị kia của Thanh Châu thì thế nào? Lạc Chiêu Kỳ trầm lặng một lúc rồi khẽ đáp, vị kia của Thanh Châu được xưng là yêu nghiệt thứ 3 từ xưa đến nay. Lý viện chủ bất giác hỏi, hai vị trước đó là ai? Lạc Chiêu Kỳ bưng chén trà lên khẽ hấp một ngụm, mỉm cười trả lời, kiếm chủ nhân gian, An Quốc Sĩ. Nghe vậy, Lý viện chủ sững sờ. Lạc Chiêu Kỳ khẽ mỉm cười, phải nói rằng, sinh ra cùng thời với vị đó là một nỗi bi thương của thiên tài Thanh Châu lớp này. Cô ta dừng lại một lát rồi lại nói, người bên Trung Thổ Thần Châu đã để mắt đến y rồi. Nghe thế,
Sắc mặt Lý viện chủ bỗng thay đổi, thật sao? Lạc Chiêu Kỳ gật đầu, lần này Trung Thổ Thần Châu còn đặc biệt phái người đến đón y, chỉ đợi y lấy được hạng nhất là đưa thẳng y đến Trung Thổ Thần Châu luôn. Lý viện chủ trầm giọng nói, sao Trung Thổ Thần Châu lại vội vàng vậy? Lạc Chiêu Kỳ khẽ đáp, nghe nói có liên quan đến cuộc chiến tranh giành số mệnh kia, cụ thể thế nào thì ta không biết. Mà lần này, vị ở Thanh Châu kia chính là người mà bọn họ đã chọn sẵn. Lý viện chủ lắc đầu than, nếu thật là vậy thì kết quả của cuộc tỷ võ này đã được định từ sớm rồi. Lạc Chiêu Kỳ bình thản nói, kết quả tiên bảo các tính toán ra là, Thanh Châu hạng nhất, Vân Châu hạng hai. Lý viện chủ hỏi, Nam Châu thì sao? Lạc Chiêu Kỳ khẽ cười, qua chuyện ngày hôm nay, Nam Châu chắc có lẽ sẽ lọt vào top 10. Top 10. Lý viện chủ gật đầu, thế cũng khá lắm rồi. Phải biết rằng bấy lâu nay Nam Châu luôn xếp chót. Nói đến đây, ông ấy bỗng dừng lại rồi nhìn Lạc Chiêu Kỳ, đánh giá Diệp Quân kia thế nào. Lạc Chiêu Kỳ im lặng một lát rồi trả lời, thiên phú không tệ, thông minh, nhưng hành động theo cảm tính quá, không biết nhẫn nhịn. Khó làm chuyện lớn. Bốn người Diệp Quân rời khỏi lễ viện thì đi về Tiêu phủ. Trên đường, Diệp Quân nhìn Tiêu Qua đang buồn rầu không vui bên cạnh, cười nói, vẫn còn đang bực bội à. Tiêu Qua lắc đầu, ta chỉ không ngờ cô gái kia lại là người của Huyền Thiên Tông. Diệp Quân nói, nếu đã biết đối phương tiếp cận huynh có mục đích thì đừng lấn cấn trong lòng vì họ nữa. Không đáng. Tiêu Qua gật nhẹ đầu, đúng thật. Diệp Quân tiếp tục nói, lần này Huyền Thiên Tông tổn thất nghiêm trọng, có lẽ bọn chúng sẽ không chịu bỏ qua đâu. Tiêu Qua cười nói, yên tâm, trước cuộc tỷ võ, bọn chúng không dám ra tay với chúng ta đâu. Bây giờ chúng dám động đến chúng ta thì sẽ trở thành kẻ địch của Thư viện Quan Huyên, cho chúng 10 lá gan chúng cũng không dám. Diệp Quân gật đầu, dù thế nào đi chăng nữa, cẩn thận vẫn hơn. Tiêu Qua gật đầu, ngày mai ta sẽ đến đỉnh thí luyện của Thư viện Quan Huyên để tu luyện, tháp thí luyện ở hạ giới không thể sánh được với địa điểm tu luyện của Thư viện Quan Huyên này đâu. Diệp Quân cười rồi nói, được. Hắn dừng lại rồi mới nói tiếp. Hai người các huynh không có chuyện gì khác cần làm à? Tiêu Qua hơi ngẩn người ra, sau đó bỗng đen mặt. Mẹ kiếp! Tên này đang đuổi người. Tiêu Qua trừng mắt với Diệp Quân, sau đó nhìn Tôn Hùng, ta có chút việc cần nhờ ngươi giúp, đi thôi. Tôn Hùng nhìn Diệp Quân và Nạp Lan Ca rồi gật đầu. Gã đâu phải là kẻ mù đâu chứ? Chẳng mấy chốc, hai người đi khuất khỏi cuối đường phố. Trên đường chỉ còn lại Diệp Quân và Nạp Lan Ca. Nạp Lan Ca cười bảo, trực giác mách muội rằng vừa nãy huynh không nể mặt vị chủ tịch kia, chắc là đã đắc tội với cô ta rồi. Diệp Quân bình tĩnh gật đầu, kệ đi. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, huynh không quan tâm à? Diệp Quân cười trả lời, sao huynh phải quan tâm cách nhìn của cô ta về mình? Nạp Lan Ca trầm giọng nói, cô ta là chủ tịch học viên của Thư viện Quan Huyên đấy. Diệp Quân lắc đầu, cũng không liên quan gì quá nhiều đến huynh. Tóm lại, huynh sẽ không cầu cạnh cô ta, cũng không cần cô ta giúp đỡ gì. Hơn nữa, cô gái này nhìn thì bình dị gần gũi nhưng thật ra trong thâm tâm vô cùng kiêu ngạo, nếu huynh thật sự đi nịnh nọt bợ đỡ cô ta thì sẽ bị cô ta xem thường. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân rồi nở nụ cười, cô đang định lên tiếng thì Diệp Quân đột nhiên lắc đầu, không nói đến cô ta nữa. Huynh không muốn bàn về cô gái khác trước mặt muội. Nghe vậy, khóe miệng Nạp Lan Ca bất giác nhoẻn lên. Hai người cứ vậy chậm rãi đi về Tiêu phủ, thủ thỉ những việc thường ngày, tâm sự những điều vụn vặt, vô cùng yên lành và ấm áp. Sau khi về đến Tiêu phủ, Nạp Lan Ca trở về phòng của mình, còn Diệp Quân thì lại rời khỏi Tiêu phủ, hắn đi thẳng đến đỉnh thí luyện của Thư viện Quan Huyên. Hắn không muốn lãng phí thời gian thêm một phút nào. Đêm nay phải đi tu luyện luôn. Chẳng mấy chốc Diệp Quân đã đến đỉnh thí luyện của Thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên có 36 đỉnh thí luyện, mỗi đỉnh đều có phương pháp tu luyện khác nhau. Diệp Quân lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng đến một đỉnh thí luyện. Thời không. Đỉnh thí luyện này liên quan đến việc vận dụng thời không. Được phân nhiều loại, khống chế thời không, trọng lực thời không, mật độ thời không, sức mạnh thời không. Diệp Quân chọn trọng lực thời không. Hắn chủ yếu muốn tu luyện thuấn sát nhất kiếm của mình. Diệp Quân tới trước một tòa tháp cao, tòa tháp này chính là nơi tu luyện trọng lực thời không.
Tháp chia 9 tầng, tầng 1 là một lần trọng lực thời không, tầng 2 là gấp đôi trọng lực thời không, cứ thế đến tầng cao nhất là gấp 9 lần trọng lực thời không. Diệp Quân giao kim tinh xong thì vào tầng 1. Vừa vào tầng 1, hắn đã cảm thấy cơ thể mình bỗng nặng nề hơn, dường như có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó đè lên người hắn. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Diệp Quân, một thanh khí kiếm chợt đâm xuyên thời không, xuất hiện ở cách đó mấy trượng, nhưng lần này tốc độ của hắn chậm đi rất nhiều. Là do trọng lực thời không? Khóe miệng Diệp Quân khẽ cong lên, sau đó tiếp tục ngự kiếm. Hết lần này đến lần khác, điên cuồng tu luyện. Chỉ khi tu luyện đến khi sức cùng lực kiệt hắn mới nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy, trong ngày thứ hai hắn đã quen thuộc với trọng lực thời không ở tầng 1. Lúc này tốc độ xuất kiếm của hắn không khác gì với lúc ở ngoài. Thế nên Diệp Quân vào tầng 2. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến ngày thứ 5, Diệp Quân đã lên đến tầng 4. Lúc lên tầng 4, sắc mặt hắn bỗng trở nên nặng nề. Càng lên cao, trọng lực thời không càng trở nên khủng khiếp. Trọng lực thời không ở tầng 4 lúc này gấp 4 lần trọng lực thời không ở bên ngoài, nếu vừa bắt đầu đã vào tầng 4 thì đến đi bộ hắn còn cảm thấy khó khăn. Diệp Quân hít sâu vào một hơi, sau đó bắt đầu xuất kiếm. Tu luyện trong môi trường thế này, lực tinh thần và lực linh hồn của hắn cũng được nâng cao rất nhiều. Mới đầu rất khó khăn, tốc độ kiếm của hắn chậm hơn bên ngoài đến mấy lần. Nhưng hắn đang cố gắng để thích ứng với loại trọng lực này, sau đó mới chinh phục nó. Lần sau nhanh hơn lần trước một chút là tốt rồi. Nhìn thấy Diệp Quân tu luyện, bên trong tiểu tháp bỗng lên tiếng, thằng nhóc này làm ta nhớ đến một người. Giọng nói bí ẩn, phụ thân hắn à? Tiểu tháp khẽ nói, không, là ông nội của hắn. Giọng nói bí ẩn im lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, hắn không cực đoan như ông nội hắn. Nhưng nghị lực và tâm tính của hắn không hề thua kém ông nội hắn. Giọng nói bí ẩn thoáng trầm mặc rồi nói, ta cảm thấy ngươi không nên hù dọa hắn mãi như vậy, khiến hắn nghĩ mình là một đứa con riêng, sau này sẽ rất nguy hiểm. Ngươi xem dáng vẻ liều mình của thằng nhóc này đi, ta còn cảm thấy thương xót nữa là. Tiểu tháp nhẹ giọng hỏi, ngươi không cảm thấy chuyện sau này hắn phải đối mặt nguy hiểm gấp trăm lần, vạn lần chuyện con riêng này sao? Sau khi im lặng một lát, giọng nói bí ẩn đáp, thế thì cứ hù dọa hắn thêm chút nữa cũng được. Không dọa chết hắn là được. Tiểu tháp, tu luyện mặc kệ ngày tháng. Chớp mắt, Diệp Quân đã ở trong tháp thí luyện được một tháng. Lúc này, hắn đã ở tầng thứ 6. Trọng lực thời không ở đây gấp 6 lần so với bên ngoài. Lúc mới bước vào tầng thời không này, Diệp Quân đột nhiên cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người, ngay cả thở cũng không thở được. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng kiên trì. Không đau đớn sẽ không thành công. Đây là chân lý mà hắn luôn tin tưởng. Người không nỗ lực cố gắng thì sao có thể đạt được bất cứ điều gì. Mặc dù quá trình này rất đau đớn, nhưng hắn thật sự đã nghiện cảm giác thành tựu và sự cải thiện sau mỗi lần thống khổ. Mà lần này, hắn dùng tới tận 3 ngày mới có thể chậm rãi thích ứng với trọng lực thời không ở tầng thứ 6. Tiếp đó, hắn bắt đầu điên cuồng ngự kiếm xuất kiếm. Tuy rằng hắn tu luyện tốc độ, nhưng khi tốc độ đạt đến trình độ nhất định, thực lực cũng theo đó tăng lên vô số lần. Hắn biết rằng tinh lực và thời gian của mình là có hạn, vì vậy hắn chuyên tâm tập trung vào một thứ. Ta cứ luyện tốc độ đến mức cực hạn. 3 ngày sau, cuối cùng Diệp Quân cũng hoàn toàn thích ứng với áp lực thời không của tầng thứ 6. Bây giờ, tốc độ xuất kiếm của hắn đã giống như lúc ở bên ngoài. Diệp Quân hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi trên mặt đất, nghỉ ngơi một canh giờ sau, rồi đứng dậy tiến vào tầng thứ 7. Khi hắn vừa tiến vào tầng thứ 7, mặc dù áp lực thời không chỉ tăng lên thêm một lần, nhưng hắn lại có cảm giác như tăng gấp mấy lần, hô hấp ngột ngạt, thiếu chút nữa đã không thể chịu đựng được nữa. Sắc mặt Diệp Quân hơi khó coi, chết tiệt, ở đây càng đi lên cao sẽ càng biến thái. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, thật ra, với cảnh giới của ngươi bây giờ, có thể đi tới đây đã được coi là cực hạn rồi. Ngươi có thể tạm thời dừng lại. Diệp Quân hít sâu một hơi, ta muốn xem cực hạn của ta. Vừa nói, trong mắt hắn lóe lên vẻ kiên định, sau đó tiếp tục xuất kiếm. Tuy nhiên, tốc độ kiếm của hắn rất chậm, ít nhất phải chậm hơn bên ngoài mấy lần.
Hơn nữa, chỉ sau một nhát kiếm, hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa. Diệp Quân lau mồ hôi trên mặt, sau đó tiếp tục xuất kiếm. Cứ như vậy, hắn xuất kiếm hết lần này đến lần khác, tốc độ của hắn cũng bắt đầu tăng dần. Hắn muốn vượt qua giới hạn của mình. Vượt qua chính mình. Lại 4 ngày trôi qua, tốc độ của hắn tăng lên càng ngày càng rõ ràng. Mà bây giờ, chỉ còn cách cuộc tỷ võ 20 ngày nữa. Diệp Quân vẫn không có ý định rời khỏi tháp, mỗi ngày miệt mài tu luyện quên ăn quên ngủ ở tầng thứ 7. Những ngày điên cuồng tu luyện này đã mang lại hiệu quả. Bây giờ, tốc độ mỗi nhát kiếm của hắn đã khá giống với lúc ở bên ngoài. Rõ ràng, hắn đã hoàn toàn thích ứng với trọng lực ở tầng thứ 7. Hôm nay, tốc độ kiếm của hắn đã giống hệt như lúc bên ngoài, toàn thân hắn đột nhiên mềm nhũn. Thực sự kiệt sức, không có chút năng lượng nào. Thế nhưng hắn lại bật cười điên cuồng. Thành công rồi. Hắn lại một lần nữa đột phá giới hạn của mình. Tiểu tháp đột nhiên nói, tuyệt lắm đúng không? Diệp Quân nhoẻn miệng cười tâu toét, rất tuyệt. Tiểu tháp hỏi, lên tầng 8 nữa không? Diệp Quân lập tức ngồi dậy, sao lại không chứ? Nói xong, hắn bắt đầu nghỉ ngơi. Một canh giờ sau, Diệp Quân đi tới tầng thứ 8. Khi hắn đi tới tầng thứ 8, lại một lần nữa cảm nhận được áp lực thời không cực mạnh. Nhưng lần này, trong mắt hắn không có sự nghiêm trọng, chỉ có phấn khích. Có thử thách, vậy là chuyện tốt. Tiếp theo, Diệp Quân lại bắt đầu chế độ tu luyện điên cuồng, hết lần này đến lần khác xuất kiếm. Nhưng lần này, hắn còn nhanh hơn so với lúc ở tầng thứ 7, chưa đến 10 ngày đã hoàn toàn thích ứng với áp lực thời không tầng thứ 8. Trên mặt đất, Diệp Quân nằm yên lặng. Bây giờ, hắn đã có chút mong chờ cảnh tượng sau khi rời khỏi tòa tháp này. Sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, Diệp Quân đi tới tầng thứ 9. Vừa bước vào tầng 9, hắn lập tức sững sờ. Trọng lực thời không ở đây hoàn toàn giống với tầng thứ 8. Chuyện quái gì thế này? Diệp Quân hơi khó hiểu. Đúng lúc này, một cổng ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nhìn thấy cổng ánh sáng này, Diệp Quân lập tức trở nên phấn khích. Chẳng lẽ đây là một lần tu luyện thực chiến? Lúc này, cửa ánh sáng đột nhiên mở toang, một cái bóng chậm rãi bước ra. Cái bóng mang theo một thanh kiếm. Kiếm tu. Diệp Quân hơi nheo mắt, hết sức phấn khích. Cảnh giới của cái bóng này cũng là cảnh giới ngự không giống như hắn. Lúc này, cái bóng đột nhiên xuất kiếm. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, thanh kiếm lập tức chém đến trước mặt Diệp Quân, đồng tử của Diệp Quân đột nhiên co rụt lại. Bản năng chiến đấu mạnh mẽ giúp hắn hơi nghiêng người, tránh được nhát kiếm trong gang tấc. Cùng lúc đó, tay Diệp Quân đột nhiên xuất hiện một thanh khí kiếm, sau đó hắn bất ngờ quét nó qua. Vụt. Bỗng nhiên, không gian vang lên âm thanh thanh kiếm xé nát không khí. Nhát kiếm rơi vào khoảng không. Bởi vì cái bóng đã lùi xa mấy trượng. Tốc độ nhanh quá. Diệp Quân sửng sốt. Lúc này, cái bóng đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, từng lớp lớp tàn ảnh dày đặc chồng chất chợt xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi hoảng hốt, hắn không ngờ tốc độ của cái bóng kiếm tu này lại nhanh như vậy. Hắn vừa định né tránh, nhưng đã quá muộn, một nhát kiếm đã cắm vào giữa lông mày của hắn. Kiếm xuyên nửa tấc, máu tươi chảy ròng. Ngay lập tức, cả khuôn mặt của Diệp Quân be bét máu. Nhưng cái bóng đó không tiếp tục tấn công, mà từ từ biến mất. Tháp thí luyện chỉ tập trung vào việc tu luyện, không giết người. Thư viện Quan Huyên không biến thái đến mức đó. Diệp Quân vẫn im lặng tại chỗ. Tiểu tháp nói, bị đả kích rồi sao? Diệp Quân lắc đầu, ta hối hận lúc đối mặt với hắn chưa tập trung hết 200% tinh thần. Nói xong hắn xoay người đi xuống tầng 8, sau đó lại đi lên tầng 9. Lúc này, cái bóng đó lại xuất hiện. Diệp Quân cũng không phí lời, bàn tay khẽ gập lại, một thanh kiếm lập tức chém về phía cái bóng, nhưng nhát kiếm này vẫn chém vào khoảng không như cũ. Xoẹt! Không khí bị phá vỡ. Gần như cùng lúc đó, cái bóng quỷ mị lại xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân đã sớm có phòng bị, lúc cái bóng vừa xuất kiếm hắn đã né người sang bên cạnh. Tránh trước đã! Hắn thành công tránh được nhát kiếm này. Nhưng ngay sau đó, cái bóng chém ngang thanh kiếm, đâm thẳng vào yết hầu của Diệp Quân. Lại thất bại. Cái bóng lặng lẽ biến mất.
Diệp Quân đứng yên tại chỗ, trầm mặc chốc lát, nói Tháp gia, dường như hắn đã đoán được ý định của ta. Tiểu Tháp nói, không phải, hắn chỉ đơn thuần là tốc độ nhanh. Ngươi chậm hơn hắn rất nhiều. Nếu như có thể thích ứng với tốc độ của tên đó, thì ta có thể nói ngươi tuyệt đối vô địch trong những người cùng cấp bậc. Diệp Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, vô địch trong cùng cấp bậc thì chẳng có ý nghĩa gì nhiều, ta muốn vô địch vượt cấp, ta muốn mãi mãi vô địch. Sau một lúc im lặng, Tiểu Tháp nói, lên. Diệp Quân trở lại tầng thứ 8, sau đó đi lên tầng thứ 9. Cái bóng đó lại xuất hiện. Diệp Quân thẳng thừng xuất kiếm. Tốc độ kiếm của hắn thực ra không chậm hơn, nhưng phản ứng của hắn chậm hơn cái bóng. Vèo. Một kiếm đâm vào không trung, cùng lúc đó, cái bóng đã chém tới trước mặt Diệp Quân, hắn né tránh nhát kiếm thứ nhất, lại tránh được kiếm thứ hai, nhưng đến kiếm thứ ba. Vèo. Nhát kiếm đột nhiên trúng vào ngực Diệp Quân, chỉ đâm vào nửa tấc. Cái bóng dần biến mất. Diệp Quân trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người trở lại tầng thứ 8, rồi lại đi tới tầng thứ 9. Lần nữa xuất kiếm. Cứ như vậy, Diệp Quân thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng lại thách thức hết lần này đến lần khác. Chớp mắt đã hơn 10 ngày trôi qua, Diệp Quân từ lúc đầu không thể tránh được một nhát kiếm, bây giờ đã có thể tránh được mấy chục nhát kiếm của cái bóng. Lúc này, chỉ cách cuộc tỷ võ 7 ngày nữa. Trong tháp thí luyện, Diệp Quân càng chiến đấu càng phấn khích và say mê hơn. Bởi vì sau mỗi lần thất bại, hắn lại có thể tìm ra khuyết điểm của mình. Có thể phát hiện ra điểm thiếu sót để cải thiện. Vì vậy, sau mỗi lần thất bại Diệp Quân lại trở nên mạnh hơn. 3 ngày nữa trôi qua. Lúc này, Diệp Quân đã có thể đánh qua đánh lại với cái bóng. Hai bên đang chiến đấu tới cực hạn. Thật sự là chiến đấu tới cực hạn, chỉ cần một trong hai bên phạm sai lầm thì sẽ lập tức bại trận. 2 ngày nữa lại trôi qua, bây giờ Diệp Quân đã ngang tài ngang sức với cái bóng, trận chiến này, hai người đã đánh suốt 2 ngày 2 đêm. Hai bên chiến đấu cực hạn suốt 2 ngày 2 đêm. Diệp Quân không mắc một sai lầm nào, cái bóng cũng vậy. Vào ngày thứ 3, cái bóng đột nhiên phạm sai lầm, Diệp Quân nhìn thấy cơ hội thích hợp. Phi thẳng thanh kiếm vào gáy của cái bóng ở một góc độ hiểm hóc. Vèo. Cái bóng dừng lại tại chỗ. Một lát sau, cái bóng đột nhiên cầm thanh kiếm dựng đứng giữa lông mày, sau đó hành lễ với Diệp Quân rồi chậm rãi biến mất. Diệp Quân im lặng. Giờ khắc này, hắn không hề vui sướng, chỉ có một chút thất vọng. Lúc này, phía xa cánh cổng ánh sáng đột nhiên khẽ rung lên, lát sau, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp Quân sửng sốt. Người tới chính là người phụ nữ từng xuất hiện ở tháp thí luyện học viện Quan Huyên Nam Châu. Người phụ nữ đeo hộp kiếm trên lưng, rất ngầu. Diệp Quân kinh ngạc hỏi, tiền bối. Người phụ nữ chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân, cười nói, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Chúc mừng ngươi đã đột phá cực hạn của mình. Diệp Quân trầm giọng nói, cực hạn của ta. Người phụ nữ cười nói, đúng vậy, cửa ải này là do ta thiết lập, cũng là dựa theo thực lực của ngươi để thiết lập. Cái bóng đó chính là cực hạn của ngươi, đánh bại hắn tương đương với việc đột phá cực hạn của chính mình. Bây giờ ngươi được coi là một kiếm hoàng, vượt qua chính mình, hoàng giả ngự kiếm. Kiếm hoàng. Diệp Quân hơi bối rối. Người phụ nữ chớp mắt, ngươi không vui sao? Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, có phần thưởng gì không? Kiếm hoàng. Hắn thực sự không quan tâm. Nó chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Nếu là kiếm tiên, có thể hắn sẽ phấn khích. Phần thưởng. Người phụ nữ lắc đầu mỉm cười, thằng nhóc nhà ngươi. Vừa nói người phụ nữ vừa xòe lòng bàn tay ra, một chiếc huy hiệu xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân. Nhìn thấy huy hiệu này, sắc mặt Diệp Quân nhất thời trầm xuống, có thể cho ta một ít tiền hay thứ gì đó không? Người phụ nữ suy nghĩ một lát, sau đó nói, xin lỗi, ở cấp độ này chỉ có huy hiệu, không có tiền cũng không có công pháp gì cả, bởi vì ta không ngờ ngươi lại nghèo như vậy. Khuôn mặt Diệp Quân đông cứng lại. Người phụ nữ cười nói tiếp, chiếc huy hiệu này không hề đơn giản, nó là huy hiệu hoàng giả thí luyện, là một loại vinh dự. Diệp Quân im lặng. Hắn không thích vinh dự, hắn chỉ thích tiền. Người phụ nữ hơi bất đắc dĩ. Chiếc huy hiệu này sau này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn, ngươi cứ tin tưởng ta, giá trị của nó không thể dùng tiền để đo lường được.
Diệp Quân thầm thở dài, sau đó nhận lấy huy hiệu, nói tiền bối, ta có một đề nghị, lần sau khi thiết lập những thứ như thế này, hãy thay thế phần thưởng bằng tiền bạc, hoặc công pháp võ kỹ, vinh dự. Cũng không thể ăn được mà. Khuôn mặt người phụ nữ đông cứng lại. Diệp Quân lại nói thêm, dù thế nào cũng cảm ơn tiền bối. Người phụ nữ đột nhiên vỗ vào đầu Diệp Quân, cười nói, cố lên, ta rất mong chờ ngày ngươi tới tổng viện. Nói xong bà ấy biến mất. Diệp Quân lắc đầu thở dài, xoay người rời đi. Lúc này, hắn khá mong chờ tình cảnh bên ngoài sẽ như thế nào. Phải biết rằng, trọng lực lúc này ở đây gấp 8 lần so với bên ngoài. Nếu đi ra ngoài, thực lực của hắn. Nghĩ thôi cũng thấy kích động. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, nếu như lúc trước ngươi dùng kiếm hành đạo thì hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại cái bóng kia. Diệp Quân lắc đầu, ta không muốn dùng. Tiểu tháp khó hiểu, tại sao? Diệp Quân trầm giọng nói, nếu bình thường một người dựa dẫm quá nhiều vào vật ngoài thân, lâu dần sẽ đánh mất chính mình, không thể nhìn rõ mình. Đến khi không có nó, có thể sẽ trở nên hoang mang, thiếu tự tin thậm chí là sợ hãi. Tiểu tháp im lặng. Khoảnh khắc Diệp Quân rời khỏi tòa tháp thí luyện, hắn cảm thấy mình nhẹ như một chiếc lông vũ. Không có trọng lượng. Diệp Quân rất lâu sau mới có thể thích ứng với thời không bên ngoài. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng phấn khích. Bởi vì hắn phát hiện, tốc độ bây giờ của mình nhanh hơn ít nhất 10 lần so với bên ngoài. 10 lần. Có nghĩa là gì? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tốc độ ngự kiếm của hắn nhanh hơn ít nhất 10 lần so với trước đây. Thuấn sát nhất kiếm. Nhát kiếm trong chớp mắt chân chính. Đôi mắt của Diệp Quân từ từ nhắm lại. Đây chính là cực hạn của bản thân sao? Không. Hắn có thể cảm nhận được rằng mình vẫn chưa đạt đến cực hạn. Tốc độ của hắn vẫn có thể nhanh hơn nữa. Nhưng trước mắt, thành tựu và hiểu biết của hắn về thời không chỉ có thể giúp hắn đạt tới trình độ này mà thôi. Diệp Quân xoay người liếc nhìn tháp thí luyện phía sau, trong lòng hơi xúc động. Tiểu tháp đột nhiên nói, sao vậy? Diệp Quân nhẹ giọng đáp, hết lần này đến lần khác, ta cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn, nhưng khi ta không ngừng nỗ lực, ta lại phát hiện đó không phải là cực hạn của mình, ta vẫn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa nói, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, tháp ra, con người có cực hạn không? Tiểu tháp nói, có người không? Diệp Quân cười nói, quả nhiên. Tiểu tháp nói, nhóc con. Không phải ta muốn đả kích ngươi, trong những năm tháng dài đằng đẵng này, ta đã từng gặp rất nhiều nhân vật yêu nghiệt, bọn họ không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa còn rất nỗ lực, cho nên bất cứ lúc nào ngươi cũng không được tự mãn, biết chưa hả? Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó hỏi, tháp gia, trước kia ngươi cũng rất mạnh à? Tiểu tháp bình tĩnh nói, cũng tạm tạm. Diệp Quân chớp mắt, tạm tạm. Tiểu tháp nói, dưới tam kiếm thì ta vô địch, còn trên tam kiếm thì ta hòa. Giọng nói bí ẩn. Diệp Quân hơi hiếu kỳ, tam kiếm. Tiểu tháp nhẹ giọng nói, lại là một truyền thuyết khác. Diệp Quân còn muốn hỏi gì đó, lúc này, một người phụ nữ đột nhiên đi từ đằng xa tới, nhìn thấy người đó, Diệp Quân hơi sững sờ, cô ta chính là Lạc Chiêu Kỳ. Lạc Chiêu Kỳ liếc nhìn Diệp Quân cười nói, Diệp công tử. Ngươi vừa từ trong đó ra sao? Diệp Quân gật đầu, Lạc cô nương tới đây tu luyện à? Lạc Chiêu Kỳ cười nói, đúng vậy. Diệp Quân khẽ mỉm cười, vậy ta không cần quấy rầy Lạc cô nương nữa. Cáo từ. Nói xong, hắn bước sang một bên. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên cười nói, Diệp công tử dừng bước. Diệp Quân nhìn Lạc Chiêu Kỳ, khẽ mỉm cười, mạo muội hỏi một câu, Diệp công tử đã đến tầng mấy rồi? Diệp Quân cười nói, tầng thứ 9. Lạc Chiêu Kỳ hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu mỉm cười, Diệp công tử không muốn nói sự thật. Là do ta mạo muội rồi. Diệp Quân nhìn Lạc Chiêu Kỳ nói, cáo từ. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lạc Chiêu Kỳ nhìn Diệp Quân đang rời đi, lông mày hơi nhíu lại. Tầng thứ 9. Không thể nào. Năm đó cô ta cũng chỉ mới tới tầng thứ 8 mà thôi, còn chưa vượt qua tầng thứ 8. Cô ta biết áp lực thời không ở đây khủng khiếp đến mức nào. Tầng thứ 9. Khó như lên trời. Không suy nghĩ nhiều, Lạc Chiêu Kỳ xoay người rời đi. Khi trở lại tiêu phủ,
Diệp Quân biết rằng Tiêu Qua, Tôn Hùng và Nạp Lan Ca vẫn đang tu luyện. Vẫn còn 3 ngày nữa là đến cuộc tỷ võ. Đúng lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân, bà ấy liếc nhìn Diệp Quân, sau đó nói, ra rồi à? Diệp Quân cười đáp, đúng vậy. Phí Bán Thanh cười nói, tiến bộ bao nhiêu? Diệp Quân đáp lời, rất nhiều. Phí Bán Thanh hơi sửng sốt, sau đó hỏi, rất nhiều ư? Diệp Quân gật đầu, rất nhiều. Phí Bán Thanh cười nói, vậy thì tốt. Bà ấy dừng lại, rồi nói tiếp, vào top 10 có áp lực không? Diệp Quân chớp mắt, mục tiêu của con là đứng đầu. Phí Bán Thanh lắc đầu cười nói, trước đây là ta nói đùa với con không cần tạo quá nhiều áp lực cho mình, chỉ cần đứng trong top 10 là được. Đứng trong top 10 đã phá kỷ lục cao nhất của thư viện chúng ta rồi. Diệp Quân khẽ mỉm cười, con sẽ cố gắng. Phí Bán Thanh gật đầu, tốt. Bà ấy dừng lại, rồi nói tiếp, con có biết cuộc tỷ võ sẽ diễn ra như thế nào không? Diệp Quân lắc đầu, con không biết. Phí Bán Thanh cười nói, cuộc tỷ võ chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là sàng lọc, nội dung của phần này là thư viện sẽ đưa ra một đạo sức ép ý chí võ đạo cường đại. Ai có thể kiên trì một canh giờ thì có thể tiến vào phần thứ hai. Mà ở phần này sẽ đào thải ít nhất 80% số người tham gia. Diệp Quân khẽ nhíu mày, 80%. Phí Bán Thanh gật đầu, đúng vậy. Nhiều người đến đây chỉ là để dạo chơi. Diệp Quân im lặng. Phí Bán Thanh tiếp tục nói, phần thứ hai sẽ trở nên tàn khốc hơn, phải sinh tồn trong yêu vực vô tận. Diệp Quân hơi nghi hoặc, yêu vực vô tận. Phí Bán Thanh gật đầu, đúng vậy. Đó là địa bàn thuộc về yêu giới, nơi có đủ loại yêu thú hùng mạnh. Muốn sống sót ở đó rất khó. Trước đây, 100 người tiến vào, chỉ chưa đến 20 người có thể sống sót. Mà ở bên trong thật sự sẽ chết người. Diệp Quân khẽ gật đầu, nói, còn phần thứ ba thì sao? Phí Bán Thanh trầm giọng nói, phần thứ ba càng tàn khốc hơn, tiến vào hoang địa tranh đoạt lá cờ thứ hạng. Trong hoang địa có 10 lá cờ. Lá cờ ở giữa chính là lá cờ dành cho hạng nhất, hai bên trái phải là hạng 2, hạng 3, cứ thế mà tính. Mỗi châu chỉ có thể tranh một vị trí mà thôi. Vừa nói. Bà ấy vừa nhìn về phía Diệp Quân, con muốn xếp thứ mấy thì có thể đến lá cờ số mấy. Vừa nói, bà ấy vừa nhìn về phía Diệp Quân, con muốn xếp thứ mấy thì có thể đến Thanh Vân Đài số mấy. Diệp Quân khẽ gật đầu, con hiểu rồi. Phí Bán Thanh tiếp tục, sở dĩ phần thứ ba tàn khốc là vì còn có một nguyên nhân nữa, không có quy tắc nào cho cuộc tranh đoạt. Người tham gia có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn và phép thần thông nào. Chỉ cần con có, con dùng thần vật cấp bậc truyền thuyết cũng được. Không chỉ có thế, con có thể triệu hồi yêu thú cường đại, đương nhiên phải là loại đã có thỏa thuận khế ước với con. Diệp Quân trầm giọng nói, còn có thể như vậy sao? Phí Bán Thanh gật đầu, trận chiến này không chỉ đấu thực lực cá nhân, còn trang bị, gia cảnh và cả chỗ dựa. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, làm như vậy có phải sẽ hơi bất công với một số người hay không? Phí Bán Thanh hỏi ngược lại, con thấy trên thế giới này có sự công bằng tuyệt đối không? Diệp Quân yên lặng không đáp. Phí Bán Thanh tiếp tục, hơn nữa, kiếm chủ nhân gian từng nói một danh ngôn rất có lý, trang bị, gia cảnh và chỗ dựa cũng là một loại sức mạnh. Diệp Quân cạn lời. Tiểu tháp, giọng nói bí ẩn đột nhiên vang lên, từng nói như vậy sao? Sau một lúc im lặng, tiểu tháp nói, ngươi thấy sao? Giọng nói bí ẩn. Phí Bán Thanh tiếp tục, trên thế gian này chưa bao giờ có sự công bằng tuyệt đối. Cũng giống như con là một kiếm tu, điều này đối với các châu khác mà nói cũng không công bằng, dựa vào đâu mà con có truyền thừa kiếm đạo. Còn họ thì không, hay nói cách khác, Thanh Châu có con át chủ bài mạnh hơn, như vậy đối với con cũng không công bằng, dựa vào đâu mà bọn họ có, còn con lại không có. Diệp Quân khẽ gật đầu, con hiểu rồi. Phí Bán Thanh cười nói, nhớ kỹ. Đứng trong top 10 là được rồi. Đừng liều mạng tranh giành với Thanh Châu, con còn sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Một cảm giác ấm áp chạy qua trái tim Diệp Quân, con hiểu rồi. Lúc này, Nạp Lan Ca đi từ xa tới, Phí Bán Thanh nhìn cô cười nói, tiểu ca. Nạp Lan Ca khẽ hành lễ với Phí Bán Thanh, sư phụ. Phí Bán Thanh nhìn Nạp Lan Ca, con cảm thấy thế nào? Nạp Lan Ca khẽ mỉm cười, cực tốt ạ. Cực tốt.
Phí Bán Thanh cười nói, vậy thì được. Vừa nói, bà ấy vừa xòe bàn tay ra, hai bình bạch ngọc xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Nạp Lan Ca. Diệp Quân hơi khó hiểu, sư phụ, đây là gì? Phí Bán Thanh nói, mỗi một bình bạch ngọc đều chứa 3 viên đan dược cấp thiên. Rất xin lỗi, thư viện quá nghèo, không có cách nào cung cấp cho các con những loại đan dược và thần vật tốt hơn. Diệp Quân nhìn bình bạch ngọc trước mặt, trầm giọng nói, sư phụ, đủ rồi ạ. Vừa nói, hắn và Nạp Lan Ca vừa cất chiếc bình bạch ngọc. Nạp Lan Ca cười nói, các con đi chuẩn bị đi, 3 ngày sau cuộc tỷ võ bắt đầu là thời điểm các con sẽ được rạng danh. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi cùng Nạp Lan Ca. Sau khi Diệp Quân và Nạp Lan Ca đi khuất, Chu Phu xuất hiện bên cạnh Phí Bán Thanh, ông ấy nhìn hai người ở đằng xa, nhẹ giọng nói, bọn họ đều là yêu nghiệt, chỉ tiếc thư viện không có cách nào tạo điều kiện cho họ tốt hơn. Phí Bán Thanh nhẹ nhàng đáp, sau cuộc tỷ võ này, bọn họ sẽ có bàn đạp tốt hơn. Chu Phu khẽ gật đầu. Thành thật mà nói, cả hai người đều không đành lòng lắm. Dù sao thư viện Nam Châu nhiều năm nay cũng chỉ xuất hiện hai yêu nghiệt, nhưng bọn họ cũng biết, nếu ở lại Nam Châu, hai người này sẽ chỉ bị hủy hoại. Trên thế giới này, không chỉ so sánh về thiên phú. Bàn đạp, gia thế cũng rất quan trọng. Phí Bán Thanh nhẹ giọng nói, bọn họ không có gia thế tốt, nên chỉ có thể tìm cho bọn họ một bàn đạp tốt. Chu Phu khẽ gật đầu. Xa xa, Diệp Quân và Nạp Lan Ca chậm rãi đi về phía hoa viên. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân cười nói, huynh tiến bộ bao nhiêu rồi? Diệp Quân nghiêm túc nói, rất nhiều. Rất nhiều. Nạp Lan Ca chớp mắt, nhiều là bao nhiêu? Diệp Quân cười nói, nhiều, rất nhiều. Nạp Lan Ca lắc đầu mỉm cười. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, còn muội thì sao? Nạp Lan Ca cười đáp, cũng rất nhiều. Nói rồi cả hai nhìn nhau bật cười. Mặt trời vừa lặn, hai người chậm rãi đi về phía xa, vừa nói vừa cười, rất tự nhiên, hòa hợp và ấm áp. Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 3, một tiếng chuông lớn đột nhiên vang vọng trong thượng thành. Cùng với tiếng chuông vang lên, các thiên tài yêu nghiệt của 360 châu nhao nhao lao lên trời, bay về phía Vân Thành ở trên đỉnh mây. Nhất thời, gần ngàn người lao lên trời từ trong thành, cảnh tượng hoành tráng. Trong số những người này, cũng có 4 người Diệp Quân. Không bao lâu, mấy ngàn người đột phá mây mù đến trước Vân Thành, toàn bộ bức tường thành cao mấy chục trượng, tường thành rộng ngàn trượng, cửa thành cũng cao hơn mấy chục trượng, vô cùng hùng vĩ. Mọi người tập trung trước cửa thành, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ phấn khích. Lúc này, một quả cầu thủy tinh cực lớn đột nhiên bay lên từ trong thành, sau đó bay tới bầu trời của cả tòa thành. Có người kêu lên, là chiếu ảnh đám mây. Chiếu ảnh đám mây. Lúc này, một bức màn ánh sáng dài hàng nghìn trượng xuất hiện trong thư viện quan huyên của 360 châu. 360 châu đồng thời cùng phát sóng trực tiếp. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện ở cửa thành trước, cô ta khẽ mỉm cười với mọi người, hoan nghênh mọi người đến với thư viện quan huyên, cuộc tỷ võ chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, cửa thành sau lưng cô ta chậm rãi mở ra. Ngay khi cổng thành mở ra, không gian nơi đó lập tức bùng nổ. Sau đó mọi người đều chạy vào trong thành. Cả thành đều trống không, không có một kiến trúc tòa nhà nào nên khi mọi người xông vào, trong thành vẫn rất vắng vẻ. Lúc này 4 người Diệp Quân cũng cảm thấy khá phấn khích. 10 năm một lần, hơn nữa còn phát sóng trực tiếp ở 360 châu. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn quả cầu chiếu ảnh đám mây đó, hắn biết bây giờ người gia tộc họ Diệp ở Nam Châu chắc chắn đang nhìn thấy mọi thứ ở đây. Lúc này Lạc Chiêu Kỳ lại xuất hiện trước mặt mọi người, cô ta nhìn mọi người cười nói, tu hành 10 năm, công thành danh toại là ở hôm nay, các vị hãy chiến đấu vì gia tộc, vì bản thân, vì vinh dự, cố lên. Nói rồi cô ta xoay người biến mất. Chiến đấu vì gia tộc. Chiến đấu vì bản thân. Chiến đấu vì vinh dự. Mọi người ở đó đều sục sôi. Tu hành nhiều năm như vậy là để làm gì? Nói chính xác hơn. Vì danh. Vì lợi. Nói khách sáo một chút. Vì tự tại. Vì trường sinh. Cảm xúc của mọi người càng lúc càng phấn khích, càng kích động. Nếu giành được thứ hạng cao thì khi về châu của mình sẽ là anh hùng.
Ai mà không muốn thành danh? Ai mà không muốn được vinh dự? Chính là hôm nay. Đúng lúc này, tầng mây trên trời bỗng lay động, ngay sau đó một uy lực ý chí đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm. Mấy trăm người ở đó đều bị uy lực này đè ép, không thể động đậy được. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Uy lực này như một chậu nước lạnh dập tắt sự phấn khích và kích động của mọi người. Muốn phô trương cần phải có thực lực. Mấy trăm người bị đè ép trên mặt đất không thể bò dậy nổi. Trong những người còn lại, rất nhiều người cũng không chống đỡ được, thế là dần dần từng người ngã xuống. Diệp Quân cảm nhận được uy lực ý chí đó nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn không có cảm giác gì. Vẻ mặt Nạp Lan Ca và Tiêu Qua ở bên cạnh hắn cũng rất bình tĩnh, chỉ có Tôn Hùng cảm thấy hơi tốn sức. Lúc này chuyện khiến mọi người càng tuyệt vọng hơn xuất hiện. Uy lực ý chí đó lại trở nên mạnh hơn. Cảm nhận được tình cảnh này, vài người ở đó tuyệt vọng hoàn toàn, thế là lựa chọn bỏ cuộc. Từng người một ngã xuống. Những người nằm dạp dưới đất cũng bỏ cuộc sau khi không thể phản kháng được nữa. Mà vừa bỏ cuộc sẽ bị một sức mạnh bí ẩn đưa ra khỏi đấu trường. Thời gian từng chút trôi qua, người đứng vững được càng lúc càng ít. Diệp Quân nhìn vẻ mặt hai người Mục Vân Hàn và Ngao Hám bình tĩnh như nước, không có chút phản ứng gì. Trước mặt hai người họ là một chàng trai đó mặc một bộ gấm bào, tóc dài xõa sau vai, hai tay để ra sau lưng, hai mắt nhắm lại như hòa thượng thiền định. Lúc này không ít người ở đây đều đang nhìn chàng trai này. Rõ ràng gã chính là thiên tài bí ẩn ở Thanh Châu. Diệp Quân thu hồi tầm mắt nhìn sang Tả Phu. Tả Phu nhắm hai mắt lại, hai tay bỏ vào trong túi áo, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ xưa cổ, rất bí ẩn. Ngay lúc này Tả Phu bỗng mở mắt ra, y quay đầu nhìn Diệp Quân. Thấy thế Diệp Quân sửng sốt. Lúc này chàng trai bí ẩn ở Thanh Châu bỗng nhiên cũng mở mắt, hắn ta cũng quay đầu nhìn Diệp Quân. Ngao Hám ở phía sau chàng trai bí ẩn nhìn Diệp Quân, sau đó nói, An Mục, phát hiện ra gì sao? Chàng trai tên An Mục nhắm mắt lại, không có gì. Ngao Hám gật đầu, không nói gì thêm nữa. Càng lúc càng có nhiều người trong đấu trường ngã xuống. Không đến nửa canh giờ chỉ còn lại không đến 100 người. Phần tỷ võ này là đang loại bỏ người tham gia với số lượng lớn. Những người không trụ vững đã bị loại ngay từ vòng 1. Không có bất kỳ hành động dư thừa nào, cũng đỡ tốn thời gian. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, uy lực ý chí lớn mạnh đó quả thật không ảnh hưởng gì đến hắn. Mặc dù ý chí của hắn không thể nói là vô địch nhưng ít nhất cũng vững chắc như đá, không phải uy lực ý chí bình thường có thể dao động được. Tiêu Qua và Nạp Lan Ca ở bên cạnh hắn đều ổn, còn Tôn Hùng, lúc này đã gần như không còn sức. Trong bốn người thì thực lực của gã yếu nhất. Nhưng lúc này gã cũng cố gắng trụ vững. Gã không muốn bị loại sớm. Thời gian từng chút trôi qua, lại có vài người trong số đó ngã xuống nhưng không nhiều, dù sao người có thể trụ vững đến giờ cơ bản đều có bản lĩnh. Với vài người đúng là sống một ngày như một năm, vì uy lực ý chí bí ẩn đó vẫn đang liên tục mạnh hơn. Sắc mặt rất nhiều người đều trở nên trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đều vẫn đang kiên trì. Cơ hội 10 năm mới có một lần, họ không muốn bỏ cuộc như thế. Phải biết nếu giờ bỏ cuộc không chỉ là bỏ mất cơ hội gia nhập vào Thư viện Quan Huyên Thượng Giới, càng bỏ lỡ cơ hội đến Trung Thổ Thần Châu. Muốn đến Trung Thổ Thần Châu trong truyền thuyết, trước tiên phải gia nhập vào Thư viện Quan Huyên Thượng Giới. Mà Thư viện Quan Huyên Thượng Giới không thu nhận người tầm thường. Người phải chứng minh bản thân mình. Có lẽ cả đời này chỉ có một cơ hội để nổi bật. Người tiến đến trước một bước thì cơ hội gia nhập vào Thư viện Quan Huyên càng lớn. Không biết qua bao lâu nữa, uy lực ý chí bí ẩn đó bỗng biến mất. Mọi người ở đó đều thở phào, sau đó gương mặt tất cả đều hiện lên vẻ phấn khích. Đã vượt qua thử thách đầu tiên. Diệp Quân nhìn xung quanh, lúc này xung quanh chỉ còn lại 82 người. Hơn 1.000 người chỉ còn lại 82 người. Tỷ lệ loại, phải nói là rất khủng khiếp. Lúc này Lạc Chiêu Kỳ lại xuất hiện trước mặt mọi người, lúc này Lạc Chiêu Kỳ mặc một bộ váy dài màu đỏ, vừa tri thức vừa gợi cảm, thu hút biết bao ánh mắt của đàn ông. Lạc Chiêu Kỳ nhìn mọi người, mỉm cười nói, chúc mừng mọi người đã thuận lợi vượt qua thử thách đầu tiên, ta tin người thân của các vị đang hoan hô chúc mừng các vị ở quê nhà.
Nghe thế mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía máy chiếu ảnh đám mây ở trên không trung. Họ biết lúc này người thân của họ chắc chắn đang theo dõi họ. Diệp Quân cũng ngẩng đầu nhìn máy chiếu ảnh đám mây đó. Lúc này trong thư viện Quan Huyên ở Nam Châu, các học viên thư viện Quan Huyên đều điên cuồng hét lên, Diệp Quân, hắn đang nhìn chúng ta. Lúc này ở một nơi nào đó, Diệp Tiêu cũng đang nhìn Diệp Quân, khi nhìn thấy Diệp Quân, ông cũng không khỏi vui mừng, nắm chặt tay Diệp Nam, run giọng nói, là Tiểu Quân, là Tiểu Quân. Trước đó không lâu, tống tử của thư viện Quan Huyên đích thân đến thành hoang cổ đón mấy người Diệp Phủ đến. Diệp Quân, Tiêu Qua và Nạp Lan Ca là niềm hy vọng của Nam Châu nên thư viện Quan Huyên chắc chắn sẽ đối đãi cẩn thận với người nhà của họ. Nghe Diệp Tiêu nói thế, Diệp Nam cũng phấn khích, là Tiểu Quân. Lúc này người gia tộc Diệp ở đằng sau hai người đều điên cuồng hoan hô. Dù là nhị trưởng lão bình thường khá bình tĩnh cũng cười đến mức không khép miệng được. Lúc này Diệp Quân không chỉ đại diện cho thư viện Quan Huyên ở Nam Châu mà còn đại diện cho cả gia tộc họ Diệp. Vân Thành ở thượng giới. Diệp Quân thu hồi tầm mắt mỉm cười, hắn biết chắc chắn lúc này gia tộc họ Diệp cũng đang dõi theo hắn. Diệp Quân hít sâu một hơi. Cố lên! Phải tranh được hạng nhất. Tại sao lần nào cũng là Thanh Châu lấy được hạng nhất? Chỉ vì Thanh Châu là nơi kiếm chủ nhân gian sinh ra sao? Kiếm chủ nhân gian thì thế nào? Hắn rất tôn trọng kiếm chủ nhân gian, thậm chí lấy kiếm chủ nhân gian làm mục tiêu của mình. Nhưng hắn nghĩ có thể tôn trọng một người nhưng không thể sợ một người. Một khi sợ sẽ sinh ra lòng sợ hãi, gieo một vị thần vào sâu trong tim. Một vị thần trong tim mà có thể ngăn cản cả đời của mình. Một câu nói, thực hiện là xong việc. Nghĩ đến đây Diệp Quân bỗng bừng tỉnh đại ngộ, cả người vô cùng thoải mái. Ngay sau đó kiếm hành đạo trong người hắn bỗng khẽ rung lên, kiếm ý lan ra khắp người hắn. Cảm nhận được thế, sắc mặt Diệp Quân hơi đổi, hắn vội vàng đè ép kiếm ý của mình lại. Kiếm ý của hắn cũng dần bình ổn lại nhưng hắn có thể cảm nhận được kiếm ý của mình như trở nên mạnh hơn. Diệp Quân cảm thấy khó hiểu, tháp ra, chuyện này là sao? Tiểu tháp nói, kiếm tu ở tại tâm cảnh của ngươi đã đột phá. Kiếm ý sẽ mạnh hơn, kiếm ý mạnh hơn có nghĩa là kiếm đạo mạnh hơn. Tóm lại là chúc mừng ngươi, kiếm đạo của ngươi đã thăng cấp rồi. Nếu xét về cảnh giới kiếm tu, bây giờ chắc ngươi đã là bán bộ kiếm thánh. Diệp Quân cau mày, bán bộ kiếm thánh, cảnh giới kiếm tu. Tiểu tháp nói, cảnh giới của kiếm tu là kiếm giả, kiếm tu, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm thánh, kiếm tiên, đại kiếm tiên, trên đại kiếm tiên là kiếm đế. Vị kiếm đế Thiên Vân mà ngươi nói trước đó chính là một kiếm đế, thật ra thực lực hiện giờ của nàng ta chắc là trên kiếm đế rồi, nhưng kiếm đế đã là kiếm tu bậc cao nhất rồi. Nói đến đây nó dừng lại một chốc rồi lại nói, đương nhiên, kiếm đế chỉ là một danh xưng không có nghĩa là mạnh nhất, vài cường giả kiếm tu không quan tâm đến danh xưng này. Diệp Quân phấn khích nói, tháp ra, bây giờ ta là bán bộ kiếm thánh, có phải ta thăng cấp hơi nhanh không? Cao hơn nữa là kiếm tiên rồi. Kiếm tiên đó. Tiểu tháp im lặng một chốc rồi nói, chỉ là một danh xưng thôi, ngươi đừng để ý đến quá. Diệp Quân vẫn vô cùng vui vẻ, bán bộ kiếm thánh, kiếm tiên, tháp ra, kiếm tiên đó. Ta có cơ hội trở thành kiếm tiên. Tiểu tháp còn muốn nói gì đó thì giọng nói bí ẩn bỗng vang lên, ngươi đừng nói nữa, có chút cảm giác theo đuổi và thỏa mãn có gì không tốt à. Tiểu tháp im lặng không nói gì thêm nữa. Lúc này quả thật Diệp Quân rất phấn khích, kiếm tiên là sự tồn tại trong truyền thuyết. Mà bây giờ hắn có cơ hội trở thành một kiếm tiên. Thế này bảo hắn không phấn khích sao được chứ? Tiêu Qua ở một bên nhìn Diệp Quân, cảm thấy hơi ngạc nhiên, vô lý thật. Chỉ là vượt qua thử thách đầu tiên thôi, sao Diệp huynh có vẻ mừng rỡ đến thế nhỉ? Đúng lúc này giọng Lạc Chiêu Kỳ ở đằng xa vang lên, các vị nghỉ ngơi một lúc. Thư viện sẽ dùng trận pháp dịch chuyển các vị đến yêu vực vô tận, nhiệm vụ của các vị rất đơn giản, đi xuyên qua yêu vực vô tận để đến điểm cuối cùng, sau đó xem như vượt qua thử thách thứ hai. Nói rồi cô ta nhìn người xung quanh cười nói, nhắc nhở một chút, yêu thú trong yêu vực vô tận thích ăn thịt người, nếu gặp phải thì nên cẩn thận. Vẻ mặt mọi người đều trở nên căng thẳng. Sau khi trải qua quá trình loại bỏ người tham gia vừa rồi, họ đã không còn vẻ xem thường nhiệm vụ nữa.
lúc này dưới chân mọi người bỗng xuất hiện từng trận pháp dịch chuyển. Nạp Lan Ca bỗng kéo lấy Diệp Quân, vào thôi. Diệp Quân đi vào. Nạp Lan Ca nói, mỗi trận pháp dịch chuyển chỉ có thể đi được hai người, vị trí dịch chuyển đều là ngẫu nhiên. Cô vừa nói vừa nhìn Tiêu Qua và Tôn Hùng, sau khi vào trong hãy nghĩ cách tập hợp. Tiêu Qua gật đầu, các ngươi cẩn thận. Vừa dứt lời, trận pháp dịch chuyển khởi động, mọi người đều biến mất. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Quân từ từ mở to hai mắt, hắn cảm giác đầu hơi mê man. Lần này dịch chuyển hơi lâu. Một lúc sau, Diệp Quân liếc nhìn xung quanh, lúc này, ở trước mặt hắn là một con sông. Nước sông trong xanh thấy cả đáy, bên kia sông là một dãy núi chập trùng, ở điểm tận cùng của dãy núi đó loáng thoáng có thể trông thấy một lá cờ cao nghìn trượng. Thư viện Quan Huyên. Rất rõ ràng, nơi đó chính là đích đến trong chuyến đi này của bọn họ. Lúc này, Nạp Lan Ca ở bên cạnh hắn đột nhiên lên tiếng, nơi này không đơn giản. Diệp Quân nhìn về phía lá cờ, hắn đang suy nghĩ xem có nên bay thẳng qua hay không. Đúng lúc này, một tiếng gào thảm thương đột nhiên vang lên từ khoảng trời phía bên phải. Diệp Quân và Nạp Lan Ca vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông rơi thẳng xuống từ trên không trung, thứ công kích hắn chính là một con yêu thú đen thui biết bay. Con yêu thú đó có hình dạng giống như diều hâu, thân hình to lớn như bò, trên người mọc một đôi cánh, lúc cánh chuyển động thì cũng cuộn theo từng luồng khí. Yêu thú cấp địa. Quan trọng nhất là không chỉ có một con mà là một bầy. Ít nhất phải có tới hàng trăm loại yêu thú. Diệp Quân và Nạp Lan Ca đưa mắt nhìn nhau, hai người lắc đầu cười. Xem ra không thể bay rồi. Nếu như ngự kiếm thì có lẽ có thể đuổi đám yêu thú này đi, nhưng hắn không muốn thể hiện tất cả con át chủ bài của mình vào lúc này. Diệp Quân nói, chúng ta đi qua đó nhé. Nạp Lan Ca gật đầu. Hai người đi tới bên hồ, đang định bay qua, lúc này, Diệp Quân khẽ nhíu mày, hắn kéo tay Nạp Lan Ca, chờ đã. Nạp Lan Ca nhìn về phía Diệp Quân, đồng tử của Diệp Quân đột nhiên co lại, hắn kéo Nạp Lan Ca ra phía sau người. Lúc này, mặt đất phía trước mặt họ đột nhiên nứt toác, một giây sau, một bóng đen cứ thế bổ nhào về phía họ. Tốc độ nhanh tới độ mắt thường căn bản chẳng thể nhìn thấy. Có điều, Diệp Quân còn nhanh hơn nó. Bốp! Không biết Diệp Quân ra tay kiểu gì, bóng đen đó bay thẳng ra xa. Sau khi bay được vài mét thì Diệp Quân và Nạp Lan Ca mới nhìn rõ dáng vẻ của bóng đen đó, là một con yêu thú. Vẻ ngoài của nó như chuột, khắp người mọc những đôi cánh bé xíu, chỉ có đúng một mắt. Nạp Lan Ca trầm giọng nói, đây là ảnh thử, yêu thú cấp địa, nhưng bọn chúng còn khủng bố hơn cả yêu thú cấp thiên. Tốc độ của bọn chúng cực kỳ nhanh. Diệp Quân quan sát con ảnh thử kia, lúc này, ảnh thử quay người hóa thành một tàn ảnh và biến mất phía xa. Đánh không lại thì chạy. Yêu thú không ngốc, sẽ không liều mạng. Diệp Quân trầm giọng nói, quả thực không thể khinh suất. Trước lúc này, hắn cảm thấy với thực lực bây giờ của mình thì có lẽ sẽ có thể tung hoành không kiêng nể gì ở nơi này. Suy nghĩ này nên bỏ đi thì hơn. Bởi vì có suy nghĩ này mà trong lòng sẽ vô thức coi thường mọi thứ. Sư tử vồ thỏ vẫn phải dùng toàn lực. Nạp Lan Ca trầm giọng nói, yêu thú ở nơi này thấp nhất e rằng cũng ở cấp địa. Diệp Quân nói, cấp thiên chắc chắn cũng không ít. Hai người vừa nói vừa đưa mắt nhìn nhau, Diệp Quân trầm giọng nói, không biết Tiêu Qua và Tôn Hùng hiện giờ đang ở đâu. Nạp Lan Ca nói, đi thôi, hy vọng có thể gặp được bọn họ. Diệp Quân gật đầu, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, hai người đã tiến vào trong dãy núi thăm thẳm kia. Sau khi vào trong khu rừng rậm, chân mày của Diệp Quân đột nhiên nhíu lại, khu rừng rậm này tĩnh lặng không chút tiếng động, yên tĩnh tới mức bất thường. Diệp Quân dừng lại, hắn liếc nhìn xung quanh, đột nhiên trên đỉnh đầu hắn có một con rắn xanh dài mười mấy mét bổ nhào tới. Lúc con rắn xanh chỉ còn cách đỉnh đầu hắn vài tấc thì đột nhiên dừng lại, bởi vì một thanh khí kiếm không biết từ lúc nào đã ghim thẳng lên trên đầu nó. Lúc này, cả khu rừng đột nhiên vang lên những tiếng xào xạc. Nạp Lan Ca liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh xuất hiện rất nhiều rắn xanh. Diệp Quân nhỏ giọng, chúng ta đi vào trong rừng rắn rồi. Vô số con rắn bò về phía hai người bọn họ và thè lưỡi ra trông vô cùng đáng sợ. Nạp Lan Ca đột nhiên dựa sát vào người Diệp Quân,
hắn nhìn Nạp Lan Ca, chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch. Diệp Quân chớp mắt, sợ rắn à? Nạp Lan Ca gật đầu. Diệp Quân thuận thế kéo lấy tay cô, sau đó nói, không sao đâu. Hắn vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên mình một con rắn màu tím đậm. Thấy Diệp Quân nhìn sang, con rắn màu tím đột nhiên phát ra những âm thanh kỳ quái, một giây sau, cả bầy rắn xung quanh đột nhiên lao về phía Diệp Quân và Nạp Lan Ca giống như phát điên. Bấy giờ, Diệp Quân đột nhiên ngắt lấy một cành cây phía bên cạnh, một giây sau, chỉ nghe thấy vút một tiếng, cành cây đó chĩa vào đầu con rắn màu tím đậm. Con rắn màu tím đậm đột nhiên lên tiếng, dừng lại. Diệp Quân ngơ ngác, vua rắn này biết nói tiếng người cơ à? Vua rắn nhìn Diệp Quân chăm chăm, mấy người đi qua đi. Nó biết người trước mắt này đã nương tay với nó rồi. Cành cây ban nãy đủ để giết chết nó. Vua rắn vừa dứt lời, bầy rắn phía trước mặt Diệp Quân và Nạp Lan Ca đột nhiên tản sang hai bên. Diệp Quân liếc nhìn vua rắn, sau đó kéo Nạp Lan Ca đi ra phía xa. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía vua rắn, sau đó nói, phía trước còn có nơi nào đặc biệt nguy hiểm không? Vua rắn nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt vua rắn, bên trong nhẫn không gian có 1000 viên kim tinh. Vua rắn liếc nhìn nhẫn không gian, sau đó nói, cho ta thêm 1000 viên kim tinh, ta cho tiểu đệ của ta dẫn ngươi đi lối an toàn. Diệp Quân trầm mặc một lúc, nói, còn có thể chơi như vậy sao? Vua rắn bình tĩnh nói, đánh được thì đánh không lại thì đổi cách kiếm tiền, có vấn đề gì sao? Diệp Quân gật đầu, không có vấn đề. Vốn dĩ hắn cho rằng có thể đầu óc của yêu thú không được tốt lắm, dẫu sao cũng là yêu thú, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Diệp Quân đưa cho vua rắn một chiếc nhẫn không gian. Lúc này, một con rắn nhỏ bay tới trước mặt Diệp Quân và Nạp Lan Ca. Vua rắn nói, mấy người đi theo nó. Diệp Quân gật đầu, được. Cứ như vậy, Diệp Quân và Nạp Lan Ca đi theo con rắn nhỏ biến mất trong rừng sâu. Trên đường đi, Diệp Quân và Nạp Lan Ca thành công tránh được địa bàn của rất nhiều yêu thú, giảm được rất nhiều rắc rối. Quan niệm địa bàn của yêu thú cực kỳ mạnh, rất nhiều lúc ngươi xông vào địa bàn của chúng, cho dù ngươi cố ý hay vô ý thì đều sẽ bị cho rằng đang khiêu khích. Nhờ có con rắn nhỏ này dẫn đường, bọn họ giảm bớt đi được rất nhiều rắc rối. Chẳng bao lâu sau, dưới sự chỉ dẫn của con rắn nhỏ đó, Diệp Quân và Nạp Lan Ca tới được bên trong một hẻm núi. Hai bên hẻm núi là hai ngọn núi cao mấy nghìn trượng, trông cực kỳ hùng vĩ. Lúc này, con rắn nhỏ lại dừng lại. Diệp Quân và Nạp Lan Ca nhìn về phía con rắn nhỏ, nó nói, phía trước là địa bàn của tộc gấu đen lớn, tộc rắn bọn ta và bọn chúng vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung. Nếu như bọn chúng ngửi thấy khí tức của ta thì chắc chắn sẽ mạnh tay với hai người, vậy nên chặng đường tiếp theo mấy người phải tự mình đi rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu. Hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt rắn nhỏ, cười nói cảm ơn nhé. Rắn nhỏ liếc nhìn nhẫn không gian, bên trong có 100 viên kim tinh. Rắn nhỏ chớp mắt, sau đó nói, vua gấu đen lớn đó cũng từng học ở thư viện Quan Huyên, đặc biệt thích lễ nghi của loài người các ngươi, nếu như ngươi lịch sự một chút thì có lẽ nó cũng sẽ không làm khó ngươi. Diệp Quân cười nói cảm ơn. Rắn nhỏ cười nói cảm ơn tiền phí của ngươi nhé. Nói xong, nó nhận lấy nhẫn không gian, sau đó quay người biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Diệp Quân và Nạp Lan Ca đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu cười. Nạp Lan Ca cười nói, đột nhiên cảm thấy hình như rắn cũng không đáng sợ tới vậy. Diệp Quân cười nói, quả thực. Hai người đi về phía xa. Nạp Lan Ca khẽ nói, bây giờ yêu tộc và loài người vẫn có tới trăm tộc có thể chung sống hòa bình, vẫn phải cảm ơn kiếm chủ nhân gian năm đó. Là ông ấy đã thống nhất lại toàn vũ trụ, để cho trăm tộc được chung sống hòa bình. Hơn nữa còn xây dựng nên trật tự hoàn toàn mới. Nếu không thì thế gian này chẳng biết sẽ còn hỗn loạn tới mức nào nữa. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau khi vào thư viện, hắn cũng đọc được rất nhiều chuyện có liên quan tới kiếm chủ nhân gian. Giống như Nạp Lan Ca đã nói, bây giờ con người có thể chung sống hòa bình với cả trăm tộc khác quả thực đều là nhờ có kiếm chủ nhân gian. Dùng sức mạnh của bản thân để đoàn kết cả trăm tộc. Bất cứ tộc nào cũng phải tuân thủ Quan Huyên pháp.
Mặc dù mâu thuẫn giữa một vài các chủ địa phương vẫn tồn tại, nhưng trước nay chưa từng xảy ra tranh đấu với quy mô lớn. Dường như nghĩ ra điều gì đó, trong lòng Diệp Quân đột nhiên hỏi, Tháp Gia, người có quen kiếm chủ nhân gian không? Quen biết mà ta nói là kiểu ngươi biết ông ta và ông ta cũng biết ngươi ấy. Tiểu Tháp trầm mặc một lúc, nói quen. Diệp Quân phấn khích nói, Tháp Gia, ngươi lại có quen biết qua lại với cả kiếm chủ nhân gian cơ đấy, ngươi đỉnh quá đi. Tiểu Tháp. Diệp Quân lại nói, Tháp Gia, trước đây ngươi không tán thành ta trở thành kiểu cường giả tuyệt thế giống như kiếm chủ nhân gian là vì lý do gì thế? Tiểu Tháp nói, ý của ta là người phải từ từ chứ không được mơ mộng hão huyền, có hiểu không? Diệp Quân gật đầu, hiểu. Nói tới đây, hắn và Nạp Lan Ca đã tới sâu bên trong hẻm núi, đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, tiếp đó, một con gấu đen có dáng người to lớn xuất hiện, cho người ta một cảm giác áp bức vô hình. Yêu thú cấp thiên. Biểu cảm của Diệp Quân trở nên nghiêm trọng. Nghiêm trọng bởi vì không chỉ có một con mà có tới hàng trăm con. Hàng trăm con gấu. Mặc dù một vài con gấu trong số đó có cấp bậc không quá cao, thế nhưng nếu như bọn chúng đồng loạt lao tới, cho dù là hắn thì cũng không chống đỡ nổi. Yêu thú đều rất thích đi theo bầy. Diệp Quân gạt bỏ suy nghĩ, sau đó chắp tay nói với con gấu đen kia, tại hạ đi nhầm địa bàn, mong vua gấu lượng thứ cho. Bên cạnh con gấu đen đó có một con gấu đen khác gầm lên phẫn nộ, loài người. Con gấu đen quay người giáng một cú tát. Bốp! Con gấu đen đó bị đánh bay ra xa mấy mét. Cả bầy gấu đều ngơ ngác. Con gấu đen kia lạnh lùng nói, gầm cái gì mà gầm? Không phải ta đã dạy bọn ngươi rồi sao? Phải lịch sự, lịch sự. Nó vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Quân, sau đó cũng chắp tay nói, chào công tử, ta đây cũng biết lịch sự. Diệp Quân. Nạp Lan Ca không nhịn được cười. Đọc truyện nhanh tại vietwaritia.vn. Diệp Quân khẽ cười, bên ngoài đồn vua gấu có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Con gấu đen chớp mắt, người bên ngoài đều biết ta, biết tại hạ sao? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Gấu đen bật cười nói, đều là hư danh thôi. Diệp Quân khẽ cười. Hắn lấy ra một cuốn sách cổ mang theo bên người đưa cho vua gấu, cuốn sách này là sách vở cất giữ của thư viện Quan Huyên, mặc dù không phải công pháp hay kỹ thuật luyện võ gì, nhưng lại do kiếm chủ nhân gian năm xưa để lại. Sau khi ta đọc xong đã học hỏi được rất nhiều điều, hôm nay đi qua nơi này, thấy có duyên với vua gấu nên tặng lại cho vua gấu đấy. Nghe vậy, con gấu đen vội vàng nhận lấy cuốn sách cổ, sau đó nói, loài người, ồ, vị công tử này. Người thật sự quá khách khí rồi. Nó vội vàng lấy ra một viên nội đan cấp thiên đưa cho Diệp Quân, nhận mà không đáp lễ thì thật là không phải phép, mong công tử nhận lấy viên nội đan cấp thiên này. Bầy gấu. Diệp Quân. Nhìn nội đan cấp thiên trước mặt, Diệp Quân im lặng hồi lâu. Thứ này quá quý giá. Một cuốn sách đổi lại một viên nội đan cấp thiên. Diệp Quân khẽ lắc đầu từ chối, vua gấu, đan này quý quá. Gấu đen nói, ngươi không cần sao. Diệp Quân lắc đầu, tặng sách là tâm ý của ta, còn nội đan này của vua gấu quá quý, nếu ta nhận thì quá thất đức. Mặc dù hắn cũng rất muốn nhận, dù sao một viên nội đan cấp thiên có giá trị khá lớn, nhưng giới hạn làm người cho hắn biết vài thứ quá dễ dàng vẫn đừng nên lấy thì hơn. Gấu đen nhìn Diệp Quân, cười nói, con người, ngươi hơi khác đấy, ngươi không xem ta là tên ngốc giống người khác. Diệp Quân sửng sốt. Gấu đen bỗng cười nói, ta nhận sách của ngươi. Nói rồi nó giơ móng gấu lên, cho qua. Nghe thế đám gấu yêu đằng sau nó lập tức tách ra hai bên. Diệp Quân chắp tay nói, cảm ơn. Nói xong, hắn dẫn Nạp Lan Ca đi về phía khác. Lúc này gấu đen bỗng nói, con người. Diệp Quân xoay người nhìn gấu đen, nó cười nói, phía trước là loài sói thiên yêu, nếu ngươi không muốn có quá nhiều phiền phức thì có thể đi đường vòng để tránh bọn nó. Diệp Quân mỉm cười, cảm ơn. Lúc hai người đi, Nạp Lan Ca quay đầu liếc nhìn, cô nhìn thấy mười mấy thi thể nằm ở một góc đằng sau tảng đá. Thấy thế, Nạp Lan Ca hơi cau mày. Sau khi Diệp Quân và Nạp Lan Ca đi khỏi đó, một con gấu đen bên cạnh vua gấu nói, vua gấu, tại sao lại bỏ qua cho chúng? Gấu đen nhìn phía đằng xa,
mặc dù người này cũng muốn mưu lợi để qua ải này nhưng hắn không xem ta là kẻ ngốc giống người khác. Gấu đen trầm giọng nói, bởi vì điều này thôi sao? Gấu đen bình tĩnh nói, đối mặt với cả tộc ta mà hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn cung kính nói chuyện, bình tĩnh đối đãi, nếu người này không có con át chủ bài thì có đánh chết ta cũng không tin. Nếu đã thế, thay vì mạo hiểm liều mạng với hắn, tại sao không đổi cách khác, tạo mối quan hệ tốt với hắn để có lợi cho sau này? Nó nhìn gấu đen, sau đó nói, dù là làm người hay làm gấu đều phải học cách thức thời, cảnh giác lời nói, quan sát sắc mặt, không được liều lĩnh mà lao đầu vào đánh nhau. Gấu đen gật đầu, nói một cách đơn giản là đánh thắng thì đánh, cảm thấy đánh không lại thì kết bạn, đúng không? Gấu đen bật cười, trẻ nhỏ dễ dậy. Sau khi đi khỏi hẻm núi, Diệp Quân và Nạp Lan Ca nghe theo lời khuyên của vua gấu, đổi một hướng khác. Đi đường vòng. Nạp Lan Ca bỗng nói, vua gấu đó không đơn giản. Diệp Quân cười nói, có thể trở thành vua của một tộc thì sao có thể tầm thường được. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân cười nói, lúc đầu muội cứ nghĩ huynh sẽ nhận viên nội đan đó. Thật ra lúc đó cô cũng hơi dao động. Nhưng Diệp Quân lại từ chối. Diệp Quân lắc đầu, kẻ tham lam chiếm lợi đa số đều sẽ thất bại nhiều hơn nữa chuyện này hơi thất đức. Nạp Lan Ca gật đầu, đúng thế thật. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói, không biết Tiêu Qua và Tôn Hùng thế nào rồi. Hắn vẫn hơi lo lắng, nơi này nhiều yêu thú cấp thiên hơn hắn nghĩ, hơn nữa mấy yêu thú này đa số đều sống theo bầy đàn. Nếu gặp phải nhóm yêu thú này sẽ khiến người khác tuyệt vọng. Cho dù là hắn nếu bị hơn 100 con gấu bao vây tấn công, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy. Chỉ một con thì không sợ nhưng một bầy thì hắn vẫn sợ. Nạp Lan Ca trầm giọng nói, số người vượt qua lần này e là ít lại càng ít. Diệp Quân gật đầu, lần khảo sát này của thư viện quả là hơi biến thái. Nạp Lan Ca lắc đầu, theo muội biết tiêu chuẩn thu nhận người của Trung Thổ Thần Châu càng kinh khủng hơn. Diệp Quân hơi tò mò, thế nào? Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, huynh biết lần này họ chỉ nhận bao nhiêu người ở thượng giới không? Diệp Quân lắc đầu. Nạp Lan Ca trầm giọng nói, một người. Nghe thế Diệp Quân khá ngạc nhiên, một. Nạp Lan Ca gật đầu, chỉ có người đứng đầu cuộc tỷ võ mới có tư cách được họ dẫn đi. Diệp Quân im lặng không nói. Chỉ có người đứng đầu mới có tư cách đến Trung Thổ Thần Châu, điều kiện này hết mức biến thái. Nạp Lan Ca trầm giọng nói, cái này chưa là gì cả, nghe nói tiêu chuẩn nhận người của Tổng viện Thư viện Quan Huyên càng đáng sợ hơn. Nói rồi cô lắc đầu cười, người ở tầng thấp muốn trèo lên trên khó như lên trời. Diệp Quân, chính vì thế, những người không có gia tộc lớn và lai lịch như chúng ta mới càng phải cố gắng hơn. Nạp Lan Ca cười nói, cùng cố gắng. Diệp Quân gật đầu. Hai người tăng nhanh bước chân. Không lâu sau, Diệp Quân và Nạp Lan Ca đi vòng khỏi địa bàn đám sói thiên lang, lúc này họ ngày càng gần lá cờ của Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân nhìn ngọn núi lớn ở phía đằng xa cười nói, đi qua ngọn núi này, chúng ta có thể đến nơi rồi. Nạp Lan Ca gật đầu, hai người tiếp tục tăng tốc. Mặc dù hai người đều khá lo lắng cho Tiêu Qua và Tôn Hùng nhưng không có cách nào khác, họ không thể đi khắp nơi tìm hai người kia, tìm người trong vùng núi mênh mông quá khó. Không lâu sau, hai người lên đến đỉnh núi, lúc này họ chỉ cách lá cờ vài dặm. Hai người đều nở nụ cười vui mừng. Nhưng đúng lúc này một giọng cười vang lên, lại có hai người nữa. Nghe thế Diệp Quân và Nạp Lan Ca quay đầu lại, cách đó không xa có một người đàn ông chậm rãi đi đến. Người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, vóc dáng cao lớn, để râu quai nón, trông rất sung túc, ánh mắt gã hơi quỷ dị. Cảm giác đầu tiên là gã không phải là người tốt. Khi nhìn thấy Nạp Lan Ca, ánh mắt gã sáng rực, sau đó cười nói, cô gái xinh đẹp, ta chưa từng nhìn thấy phụ nữ nào xinh đẹp như thế, chậc chậc. Diệp Quân nhìn người đàn ông, gã không phải con người mà là yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú cấp thiên. Gã yêu thú vẫn nhìn chằm chằm Nạp Lan Ca, nhếch môi nói, các người là Diệp Quân và Nạp Lan Ca nhỉ. Có người ra giá cao bảo ta đến giết các ngươi. Nhưng ta không ngờ Nạp Lan Ca cô nương lại xinh đẹp như thế, đừng nói là ta, dù là thái giám nhìn thấy cũng sẽ động lòng. Ngay lúc này một tàn ảnh bỗng lao đến trước mặt gã. Gã yêu thú trợn to mắt, hoảng hốt, tốc độ đáng sợ quá.
gã chỉ có thể bị động đưa hai cánh tay ra đỡ trước đầu mình. Đúng lúc này chân Diệp Quân đạp vào đúng quần gã. Bụp! A! À, cơn đau đớn khiến gã kêu lên thất thanh, cảm giác đau thấu trời xanh không thể nào hình dung được. Ngay khi gã mở cánh tay ra, Diệp Quân đánh một cú vào cổ họng gã. Gã yêu thú văng ra xa, khoảnh khắc gã văng ra xa, Diệp Quân bỗng thuận thế túm lấy tay phải của gã, sau đó quật gã xuống đất. Rầm! Gã yêu thú đập người xuống đất khiến mặt đất nứt ra. Diệp Quân cúi người nhìn gã yêu thú, ta cứ nghĩ dù là người hay yêu cũng nên có chút tố chất chứ, nhưng ta lầm rồi. Gã yêu thú oán hận nhìn Diệp Quân, ngươi nhìn xung quanh xem. Lúc này xung quanh bỗng xuất hiện một nhóm yêu thú, có đến hàng trăm con. Gã yêu thú cười gằn, nếu ta chết, người phụ nữ ngươi thích sẽ bị tộc man yêu của ta chà đạp. Diệp Quân nhếch môi, sau ngày hôm nay, trên thế giới này không còn tộc man yêu nữa. Nói rồi hắn tung ra một cú đấm, gã yêu thú đó lập tức kêu lên thảm thiết. Xương cả người gã đều bị Diệp Quân đánh vỡ nát. Gã yêu thú gào lên, giết hắn, người phụ nữ đó để lại. Đám yêu thú đó lao đến chỗ Diệp Quân. Diệp Quân nhìn chằm chằm đám yêu thú đang lao về phía mình, ánh mắt hiện lên sát khí, không chỉ thế viền mắt hắn còn xuất hiện màu đỏ nhạt kỳ lạ. Giết! Diệp Quân đột ngột xông ra, nhanh như gió táp. Mà trên tay hắn lúc này, không biết từ bao giờ đã có thêm một thanh đoản kiếm. Tu luyện trong tháp thí luyện 2 tháng trời đã khiến tốc độ của hắn nhanh đến biến thái, dù là yêu thú cấp thiên cũng không thể thoát khỏi tốc độ của hắn. Đám yêu thú ở trước mặt đương nhiên cũng không thể nào thoát được. Ngay lúc Diệp Quân xông ra, cổ một con yêu thú đã đứt lìa, máu tươi phun trào. Một con yêu thú ngã xuống. Ngay sau đó, Diệp Quân đã xông vào giữa đám yêu thú, tiếp đó, lại một con yêu thú nữa nằm xuống. Diệp Quân hệt như một hồn ma, không ngừng tung hoành giữa đám yêu thú, còn đám yêu thú kia chẳng thể nào nhìn rõ được hắn đang ở đâu. Giữa chiến trường, tiếng kêu gào thảm thiết vang dội. Ở một bên, gã yêu thú nằm trên đất nhìn thấy cảnh này thì ngây ra như phỗng. Mẹ kiếp! Lúc này gã đã biết mình bị lừa rồi. Tình báo gã nhận được không hề đúng. Chàng trai này không phải chỉ là cường giả cảnh giới ngự không bình thường. Bị lừa rồi. Trong tim gã yêu thú nhỏ máu. Ở phía xa, một con yêu thú nữa tiếp tục ngã xuống. Thấy vậy, gã yêu thú vội nói, dừng tay, đây là một sự hiểu lầm. Lúc này, Nạp Lan Ca bỗng đi tới bên cạnh gã, sau đó đạp một phát vào miệng gã, câm miệng, đừng quấy rầy huynh ấy, để huynh ấy giết cho thỏa, ta thích nhìn huynh ấy giết người. Gã yêu thú. Ở phía xa, tốc độ yêu thú chết đi càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã mất đi hơn 100 yêu thú. Lúc này, cuối cùng đám yêu thú đã rơi vào hoảng loạn. Vì đánh lâu như vậy mà đến cả hình bóng của người này bọn chúng cũng chưa chạm vào được. Ưu điểm của bọn chúng là sức mạnh và lực phòng ngự của thân xác, bọn chúng thật sự không có sở trường về tốc độ. Lúc này, một con yêu thú ở cách đó không xa nhìn về gã yêu thú đang nằm trên mặt đất, tức giận gào lên, đại vương chết rồi, chạy thôi. Nói xong, nó lập tức quay người chạy trốn. Gã yêu thú tức nổ đom đóm mắt, gầm lên giận dữ, mẹ kiếp, ông đây chưa chết. Chưa có chết, nhưng đám yêu thú kia hoàn toàn không để ý đến gã, lập tức quay đầu chạy mất tăm mất dạng. Diệp Quân dừng lại, lúc này hắn thấy nóng quá đi mất, hơn nữa. Hắn phát hiện thanh đoản kiếm trên tay mình cũng tỏa ra một tia sáng đỏ nhàn nhạt. Diệp Quân thầm run giọng hỏi, tháp gia, sao ta cảm thấy cứ như máu mình đang chuyển động vậy? Tháp gia trầm lặng một lúc rồi đáp, ảo giác, chắc là ngươi giết đến điên rồi nên mới tạo ra ảo giác đấy. Diệp Quân ngớ người ra. Tiểu tháp tiếp tục nói, lần đầu chém giết kiểu này sẽ thấy kích động, chuyện thường ấy mà, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Diệp Quân do dự một lát rồi gật đầu. Bên trong tháp, tiểu tháp đột nhiên thở phào một hơi, may là huyết mạch của thằng nhóc này không bị thức tỉnh ở đây, nếu không ta và ngươi hoàn toàn không đủ sức để trấn áp huyết mạch của hắn. Giọng nói bí ẩn trầm giọng nói, ngươi phải dạy hắn làm người tốt. Tiểu tháp đáp, người tốt cái đầu ngươi. Trong tình cảnh đó mà hắn không giết thì ta không để yên đâu. Đúng là chúng ta phải dạy dỗ hắn cho tốt. Nhưng không có nghĩa là để hắn làm một tên bạc nhược. Nếu là cha hắn. Nói đến đây, nó bỗng dừng lại,
rồi lại nói, nếu như là ông nội hắn thì nói không chừng yêu thú ở sơn mạch này đã bị chọc tiết hết cả rồi. Giọng nói bí ẩn hỏi, thế nếu là cha hắn thì sao? Sau một thoáng im lặng, Tiểu Tháp đáp, phải xem trong tình hình thế nào, nhẹ thì giống hắn, chỉ giết đến bây giờ thì dừng lại. Nặng thì cả cái thượng giới không còn nữa, sau đó lại tiếp tục đến thế giới khác. Giọng nói bí ẩn. Diệp Quân chậm rãi đi tới trước mặt gã yêu thú kia, gã tỏ ra sợ hãi, đang định nói gì đó thì Diệp Quân bỗng nói, là Huyền Thiên Tông sai ngươi đến giết ta với tiểu ca đúng không? Gã yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Quân, sao ngươi biết? Diệp Quân thản nhiên trả lời, bọn ta vừa lên thượng giới đã kết thù với bọn chúng, nếu không phải chúng thì còn ai vào đây? Gã yêu thú nặng nề nói, ta có rất nhiều bảo vật. Nếu người không giết ta thì số bảo vật kia đều sẽ là của ngươi. Diệp Quân đột nhiên vung đao cắt ngang cổ họng gã yêu thú. Phụt! Máu tươi ào ạt phun ra. Gã yêu thú trợn tròn hai mắt, chết. Diệp Quân lấy nhẫn không gian của gã yêu thú, sau đó nói, giết ngươi rồi thì bảo vật của ngươi cũng là của ta. Gã yêu thú! Diệp Quân nhìn thử nhẫn không gian thì sững sờ. Trong nhẫn có hai viên nội đan yêu thú cấp thiên. 6 vạn kim tinh, ngoài ra còn có một số nội đan yêu thú cấp địa. Diệp Quân bỗng thấy vui phơi phới. 2 viên nội đan yêu thú cấp thiên chí ít cũng có giá 20 vạn kim tinh, cộng thêm 6 vạn kim tinh và một số nội đan yêu thú cấp địa, thu hoạch lần này được tầm 30 vạn kim tinh. 30 vạn đấy. Giết người đoạt bảo, kiếm tiền nhanh quá đi mất. Diệp Quân vội thầm hỏi, tháp gia, chấp pháp câu cá, gì lúc trước ngươi nói với ta ấy. Giải thích kỹ hơn chút được không? Tiểu Tháp. Lúc này, Nạp Lan Ca bỗng đi tới trước mặt Diệp Quân, cô lấy một chiếc khăn tay ra rồi nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt giúp hắn. Diệp Quân sửng sốt. Lúc này hai người đứng rất gần, dường như hắn có thể ngửi được rõ ràng mùi thơm từ người cô. Nhìn Nạp Lan Ca đẹp tuyệt trần trước mặt, Diệp Quân bỗng có chút thất thần. Nạp Lan Ca khẽ nói, lần sau huynh đừng tức giận vì lời nói của loại người này. Muội không quan tâm đâu. Diệp Quân lắc đầu, sỉ nhục ta có thể mặc kệ, nhưng sỉ nhục muội thì ta không thể bỏ qua. Nạp Lan Ca cười hỏi, thế nhỡ gặp phải người huynh đánh không lại thì phải làm sao? Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi trả lời, đánh không lại thì chịu trận, nhưng kẻ nào dám sỉ nhục muội, dù đánh không lại huynh cũng phải đánh. Nạp Lan Ca khẽ bảo, nhịn một lúc, trời yên biển lặn, lùi một bước, trời cao biển rộng. Diệp Quân lắc đầu, nếu kẻ khác đứng trước mặt mình sỉ nhục người mình thích mà còn có thể nhịn được thì huynh còn tu luyện làm gì? Huynh tu kiếm không phải để làm một con rùa rụt đầu. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, người mình thích, huynh thích muội sao? Diệp Quân suy nghĩ rồi hỏi lại, không được sao? Nạp Lan Ca ngây ra một lát rồi lắc đầu cười, đáp án của huynh thật khiến ta không biết trả lời làm sao. Nói rồi cô cầm tay Diệp Quân lên. Nhẹ nhàng lau máu tươi trên tay hắn. Diệp Quân chợt hỏi, đây là lần đầu tiên muội lau máu cho đàn ông nhỉ? Nạp Lan Ca đáp, lần thứ hai rồi. Diệp Quân sững sờ. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, lần đầu là lau cho phụ thân của muội. Năm đó ông ấy bị người ta đánh, muội lau máu cho ông ấy, không được sao? Diệp Quân nhoẻn miệng cười, việc nên làm mà, nên làm mà. Nạp Lan Ca lắc đầu cười, đồ ngốc này. Diệp Quân cười rồi vội lấy ra một nửa chiến lợi phẩm trong nhẫn không gian đặt vào tay Nạp Lan Ca. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, huynh giữ lại dùng đi. Cô nhìn ra được Diệp Quân là một kẻ cuồng tu luyện, nên hắn sẽ rất cần tài nguyên tu luyện. Diệp Quân lại lắc đầu, thể chất của muội đặc biệt, rất cần tài nguyên tu luyện. Nạp Lan Ca còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Quân đã đặt nhẫn vào trong tay cô, mỗi người một nửa, không bàn thêm nữa. Nạp Lan Ca cười đáp, được. Nói rồi cô cất nhẫn không gian đi. Ngay lúc này, mảnh đất phía xa bỗng nhiên rung lên, hệt như động đất vậy. Diệp Quân và Nạp Lan Ca đều sửng sốt. Hai người quay đầu nhìn, thấy phía xa có một con yêu thú cao tầm mười mấy trượng đang điên cuồng chạy về phía bên này. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, cách xa đến mấy dặm mà hai người vẫn có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Nạp Lan Ca trầm giọng nói, con này e rằng cũng phải là yêu thú cấp bán tiên. Diệp Quân nặng nề nói, chạy thôi. Nạp Lan Ca gật đầu.
Hai người vừa định chạy thì lúc này Nạp Lan Ca bỗng chỉ tay về hướng xa, huynh nhìn đi. Diệp Quân nhìn theo, trước con yêu thú kia là một con người đang chạy thục mạng. Người này không phải là ai khác, chính là Tiêu Qua. Bây giờ Tiêu Qua cũng đã nhìn thấy Diệp Quân và Nạp Lan Ca. Lúc nhìn thấy hai người, y mừng như điên, điên cuồng hét lên, Diệp huynh, cứu mạng. Cứu ta với, ôi khiếp, cứu ta với. Diệp Quân thì lại kéo tay Nạp Lan Ca quay người bỏ chạy. Nhìn thấy vậy, Tiêu Qua ngơ cả người, rồi sau đó run rẩy nói, Diệp huynh. Huynh đệ tốt của ta, huynh đệ ơi, ta là huynh đệ Tiêu Qua của huynh đây mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.